Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 21. Ý đồ xấu xa. Ai cũng hiểu sau hôm nay, cả Giang Bình sẽ nghe lệnh Dương Thanh. Không ngờ một thanh niên hơn 20 tuổi lại dễ dàng hoàn thành chuyện mà cả nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô lẫn chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật đều không làm được. Cùng lúc đó, một chiếc Rolls Royce màu đen đang phóng đến sân bay. Người ngồi trong xe chính là Hoàng Trung vừa rời khỏi khách sạn Trung Châu. Lúc này, ông ta đang ngồi ở ghế sau với sắc mặt vô cùng u ám. Ông Trung, có cần xin sự trợ giúp từ Yến Đô không ạ? Một người trung niên ngồi ở ghế phụ lái thấp thỏm hỏi. Ông ta là vệ sĩ của Hoàng Trung, đã đi theo Hoàng Trung rất nhiều năm, cũng giúp Hoàng Trung ngăn cản vô số nguy hiểm. Nhưng vừa nãy, ở đại sảnh tổ chức hội giao lưu, chỉ một chữ cút của Dương Thanh đã khiến ông ta phải lùi bước. Lúc này ông ta vô cùng sợ hãi, sợ Hoàng Trung sẽ đổ những chuyện xảy ra ngày hôm nay lên đầu mình. Hoàng Trung lạnh lùng nhìn vệ sĩ, nếu ông dám tiết lộ nửa chữ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ xử lý ông đấy. Nghe thấy thế, vệ sĩ run rẩy, lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, Hoàng Trung mới nói, sau này tôi sẽ bắt thằng nhãi đó chịu gấp bội nỗi nhục ngày hôm nay. Nhưng giờ tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu nhà họ Hoàng biết chuyện này, vị trí người thừa kế của tôi sẽ bị hủy bỏ ngay. Đừng quên, có rất nhiều người trong gia tộc đang để mắt đến tôi đấy. Bây giờ Hiệp hội Võ thuật cũng nhúng tay vào, gần như không còn bất kỳ hy vọng gì trong việc nắm giữ Giang Bình nữa, tôi chỉ có thể chuyển mục tiêu sang nơi khác thôi. Nghe Hoàng Trung giải thích như thế, vệ sĩ chợt hiểu ra. Chẳng những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hoàng Trung mất hết thể diện mà còn làm bẽ mặt nhà họ Hoàng. Một khi chuyện xảy ra tối nay truyền đến Yến Đô, nhà họ Hoàng sẽ trở thành trò cười cho cả Yến Đô. Đến khi đó, ông ta cũng chỉ còn đường chết, dù sao chức trách của ông ta cũng là bảo vệ Hoàng Trung mà. Nhưng ông ta lại bị Dương Thanh quát cho lùi bước, không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Trung chịu nhục. Nhưng, nếu người ở Giang Bình để lộ chuyện này thì sao ạ? Vệ sĩ của Hoàng Trung hơi lo lắng. Nhớ người ở Giang Bình tiết lộ chuyện này rồi Hoàng Trung tưởng ông ta làm thì sao? Ngu xuẩn! Hoàng Trung mắng rồi lạnh lùng nói, chỉ là gia tộc nhỏ ở Giang Bình, sao dám lan truyền chuyện xảy ra tối nay chứ? Trừ khi họ chán sống, Hiệp hội Võ thuật cũng sẽ không để lộ chuyện này, dù sao tôi cũng là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Một khi nhà họ Hoàng biết tôi đã phải chịu nhục trước mặt mọi người, chắc chắn thù hận giữa nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật sẽ nhiều thêm. Nếu tuyên chiến với nhau, cả nhà họ Hoàng lẫn Hiệp hội Võ thuật đều sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nhìn chung, bây giờ, các thế lực lớn ở Yến Đô đang rất ổn định, không ai dám phá vỡ sự cân bằng này. Tuy Hoàng Trung rất bất mãn với vệ sĩ nhưng cũng biết rõ sự trung thành của đối phương. Sau khi giải thích xong, ông ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ông ta muốn nắm giữ Giang Bình để củng cố địa vị của mình, nhưng không nhất thiết cứ phải là Giang Bình. Nếu nắm giữ nơi khác thì vẫn có thể củng cố vị trí người thừa kế của ông ta. Hoàng Trung không nán lại Giang Bình. Ông ta rời khỏi khách sạn Trung Châu rồi đến sân bay luôn, rời xa nơi đã khiến ông ta phải chịu nhục nhã này. Một bên khác, Thạch Giang của Hiệp hội Võ thuật cũng rời khỏi khách sạn Trung Châu. Trên đường về, Thạch Giang vô cùng tức giận, quá hống hách. Quá hống hách, tưởng có chút thực lực là có thể chống lại Hiệp hội Võ thuật à. Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày, chắc chắn không. Tức chết mất. Thạch Giang tức điên, chỉ hận không thể cử người đi giết Dương Thanh luôn. Tuy lão ta đang sôi máu, nhưng người được cử tới Giang Bình để làm chi hội trưởng như lão ta cũng không ngu. Lão ta biết rõ, chỉ riêng thực lực mà Dương Thanh thể hiện ra trước đó đã hơn xa lão ta rồi. Ở Hiệp hội Võ thuật, kẻ mạnh làm vua. Ở chi hội tỉnh Giang Bình, lão ta có thực lực mạnh nhất. Ngay cả lão ta cũng không phải đối thủ của anh, nói gì đến những người khác chứ. Nếu bây giờ muốn giải quyết Dương Thanh thì chỉ có thể tìm cao thủ mạnh hơn ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật mà thôi. Chi hội trưởng, tôi có cách này. Không chừng sẽ giết được thằng nhãi kia đấy. Đúng lúc này, một người trung niên ngồi ở ghế phụ lái bỗng nói. Người này tên Lý Nam, là cấp dưới mà Thạch Giang tin tưởng nhất. Lý Nam đã đi theo Thạch Giang từ trước khi lão ta được cử đến Giang Bình để làm chi hội trưởng. Bên cạnh Thạch Giang, Lý Nam đóng vai trò quân sư, bày mưu tính kế. Có thể nói, nếu không có Lý Nam thì cũng không có Thạch Giang bây giờ. Nghe thấy Lý Nam nói thế,
Thạch Giang lập tức vui mừng hỏi, mau nói đi, cậu có cách gì thế? Trong đôi mắt sâu thẳm của Lý Nam xuất hiện vẻ hung tàn. Ông ta híp mắt, chi hội trưởng, anh vẫn nhớ chuyện của chi hội phó Ngưu Căn Sinh chứ? Nghe thấy thế, sắc mặt Thạch Giang trùng xuống ngay. Ngưu Căn Sinh đã biến mất hơn nửa tháng, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Thạch Giang nghiêm nghị nói. Lý Nam lắc đầu, chi hội trưởng, anh nghĩ Ngưu Căn Sinh còn sống không? Cậu có ý gì? Thạch Giang nhíu mày. Lý Nam nói, Ngưu Căn Sinh là chi hội phó của chi hội chúng ta, không thể vô cớ biến mất hơn nửa tháng được. Tôi gần như có thể khẳng định, ông ta đã chết rồi. Sao cơ, chết á? Sắc mặt Thạch Giang thay đổi ngay. Lý Nam gật đầu, Ngưu Căn Sinh ỷ vào thân phận của anh trai, tuy bình thường không tuân thủ quy định lắm, còn lén làm một số chuyện. Nhưng nhìn chung, ông ta vẫn có chừng mực. Theo tôi biết, ông ta chưa bao giờ biến mất lâu như thế. Dù sao anh trai ông ta cũng là người của trụ sở chính hiệp hội võ thuật, nếu ông ta làm quá đà thì sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của anh trai. Bây giờ tự dưng ông ta lại biến mất lâu như thế, chắc chắn đã gặp chuyện rồi. Lý Nam đã đoán được chuyện này từ lâu nhưng không nói. Lúc này ông ta bỗng nhắc tới chuyện này, khiến Thạch Giang cảm thấy áp lực một cách khó hiểu. Anh trai Ngưu Căn Sinh là cao thủ ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ Thuật, có thân phận cực kỳ cao quý, Thạch Giang vốn không có tư cách sánh vai với ông ta. Bây giờ Ngưu Căn Sinh lại chết ở chi hội của lão ta, nếu anh trai Ngưu Căn Sinh biết thì sẽ ảnh hưởng tới lão ta rất nhiều. Nếu cậu đã nhắc đến chuyện này thì chắc cũng nghĩ ra cách đối phó rồi nhỉ? Thạch Giang im lặng một lúc lâu rồi trầm giọng hỏi. Lý Nam gật nhẹ đầu, chúng ta có thể đổ chuyện này cho Dương Thanh. Vu oan cho thằng nhãi đó á. Thạch Giang lập tức giật mình. Lý Nam mỉm cười, chi hội trưởng, anh nói thật cho tôi biết đi, thực lực của thằng nhãi đó so với anh thế nào? Rất có thể nó mạnh hơn tôi. Trước mặt Lý Nam, Thạch Giang không giấu giếm bất cứ chuyện gì, nói đúng sự thật. Lý Nam nói, cho dù nó không mạnh hơn anh thì ít nhất cũng ngang với anh, tức là nó có năng lực giết Ngưu Căn Sinh thật. Chúng ta chỉ cần đổ cái chết của Ngưu Căn Sinh lên đầu Dương Thanh, chắc chắn anh trai của Ngưu Căn Sinh sẽ đích thân đến. Tới khi đó, thằng nhãi ấy chỉ còn đường chết mà thôi. Cho dù anh trai Ngưu Căn Sinh trách anh thì cũng không thể làm gì anh vì chuyện này được. Sau khi ông ta giết Dương Thanh, những gia tộc khác chỉ là đám ô hợp. Đến khi đó, chúng ta lại cử cao thủ đi ám sát chủ của mấy gia tộc đó, chẳng phải Giang Bình sẽ về tay chúng ta ư? Trong mắt Lý Nam tràn ngập sự nham hiểm. Thạch Giang đang lo âu lập tức mừng rỡ, cười lớn, hay lắm. Không hổ là anh em tốt của Thạch Giang này, có cậu ở đây rồi, giành lấy Giang Bình đâu còn khó nữa. Nghìn người chỉ trỏ. Hội giao lưu được tổ chức 3 năm một lần nhanh chóng kết thúc. Mỗi khi hội giao lưu được tổ chức, thứ hạng của các gia tộc lớn ở Giang Bình lại có sự thay đổi. Bây giờ 6, 70 gia tộc quyền thế ở Giang Bình rộng lớn đều đã tôn Dương Thanh làm chủ nhân. Có thể nói sau này Dương Thanh chính là vua của Giang Bình, hội giao lưu cũng không còn ý nghĩa để tồn tại nữa. Đám người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh rộng rãi, chỉ còn Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên. Chiến sĩ Hàn Khiếu Thiên thuộc sư đoàn số 1, quân đoàn thường thắng ở biên giới phía Bắc xin được gửi lời chào đến tướng quân. Khi những người khác đã đi hết, Hàn Khiếu Thiên đứng thẳng trước mặt Dương Thanh, cung kính nhìn anh. Soạt! Ông cụ cúi chào anh bằng tư thế tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trong mắt ông cụ tràn ngập sự kính trọng đầy chân thành. Đây là lời chào từ một chiến sĩ già đến tướng quân mới của biên giới phía Bắc. Dương Thanh nhìn dáng vẻ cung kính của Hàn Khiếu Thiên, cảm khái vô cùng. Anh cũng đứng thẳng, chào lại rồi cao giọng nói, tướng quân tiền nhiệm ở biên giới phía Bắc nước Chiêu Châu, Dương Thanh. Sau khi chào lại một cách nghiêm túc, Dương Thanh mới nói với vẻ cảm khái, ông chủ Hàn, từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc thì tôi đã không còn là tướng quân nữa rồi, ông đừng trang trọng quá như thế. Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc nói, sau khi đến biên giới phía Bắc thì sẽ mãi là người của nơi này, tuy cậu đã rời đi nhưng trong lòng tôi, bất cứ vị tướng quân nào cũng đáng để tôi chào như thế. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hàn Khiếu Thiên, Dương Thanh hiểu rõ, người chiến sĩ già này có tình cảm rất sâu sắc với biên giới phía Bắc. Nếu chưa trải qua cuộc rèn luyện sống còn trên chiến trường ở biên giới phía Bắc thì sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm sâu sắc của những chiến sĩ với nơi đây. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta tâm sự việc khác đi. Dương Thanh bỗng nói,
Vừa nãy, khi tất cả mọi người rời đi, anh chỉ gọi Hàn Khiếu Thiên lại. Vì anh có chuyện muốn hỏi ông cụ. Sau khi biết thân phận của Dương Thanh, ánh mắt của Hàn Khiếu Thiên khi nhìn anh luôn tràn ngập sự cung kính. Cậu Thanh, cậu cứ nói đi. Hàn Khiếu Thiên kính cẩn nói. Dương Thanh hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không xoắn suýt về sự cung kính của ông cụ nữa, tuy có vẻ Giang Bình đã được thống nhất nhưng vẫn còn mối họa ngầm rất lớn, nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chắc chắn họ sẽ cử người có địa vị và thực lực mạnh hơn đến, không biết ông chủ Hàn có cao kiến gì không? Dương Thanh hỏi. Tỉnh Lỵ vốn có ba gia tộc lớn, bây giờ nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh đã bị xóa sổ hẳn, chỉ còn mỗi nhà họ Hàn. Tuy nhà họ Quan và nhà họ Trần thân thiết với anh hơn nhà họ Hàn, nhưng sức ảnh hưởng của họ không thể bằng nhà họ Hàn được. Có thể nói, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do trời xui đất khiến. Dương Thanh vốn không định thống nhất Giang Bình, vì nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật quá hống hách nên anh mới phải ra tay, từ đó cũng khiến mọi người kinh hãi. Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc suy tư một lát rồi nói, cậu Thanh, tôi cho rằng nhà họ Hoàng không quá đáng sợ đâu. Mối phiền phức lớn nhất bây giờ chính là Hiệp hội Võ thuật. Sao lại thế? Dương Thanh hỏi. Tỉnh Giang Bình không phải lựa chọn duy nhất của nhà họ Hoàng, họ có thể chọn tỉnh khác. Hôm nay, cậu ép Hoàng Trung quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, nếu chuyện này đến tai nhà họ Hoàng, chẳng những Hoàng Trung sẽ đánh mất vị trí người thừa kế mà còn có nguy cơ bị đuổi khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc. Thế nên, chắc chắn Hoàng Trung sẽ tìm mọi cách để ỉm chuyện này xuống chứ không báo cho nhà họ Hoàng. Nhưng Hiệp hội Võ thuật thì lại là mối phiền phức lớn. Thạch Giang có thể trở thành chi hội trưởng của chi hội Giang Bình, chắc chắn ông ta không ngu. Ông ta đã chọn rời đi vì không thắng được cậu, nếu Hiệp hội Võ thuật cử thêm người đến, thực lực của họ sẽ ngày càng mạnh mẽ. Thế nên trong thời gian tới, không cần lo về nhà họ Hoàng, nhưng nhất định phải đề phòng Hiệp hội Võ thuật. Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc nói, Hiệp hội Võ thuật vẫn gây ra áp lực khổng lồ cho ông cụ. Tuy Hiệp hội Võ thuật ở tỉnh Giang Bình chỉ là chi hội, nhưng chỗ đáng sợ thực sự là vô số cao thủ ở trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật cơ. Dương Thanh gật nhẹ đầu, không hề sợ hãi, im lặng một lát rồi nói, thật ra tôi không sợ Hiệp hội Võ thuật, nhưng e rằng họ sẽ ra tay với các ông. Dù sao hồi nãy, các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình ngoan ngoãn phục tùng tôi cũng vì có sự dẫn đầu của nhà họ Hàn, nhà họ Quan và nhà họ Trần. Nếu Hiệp hội Võ thuật ra tay với các ông thì sẽ tạo thành phiền phức lớn cho tôi. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, nếu Hiệp hội Võ thuật thực sự định ra tay với chúng tôi đầu tiên thì chúng tôi đành đỡ vậy. Tuy nhà họ Hàn không có nhiều cao thủ như Hiệp hội Võ thuật, nhưng nếu họ dám nhắm vào nhà họ Hàn, dù có đánh đổi bằng cả gia tộc thì tôi cũng sẽ khiến họ phải lao đao. Dương Thanh lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, hy vọng là do chúng ta nghĩ nhiều, nhưng dù thế nào thì ông chủ Hàn cũng phải bình tĩnh. Còn người còn của. Chuyện với Hiệp hội Võ thuật bắt nguồn từ anh, Dương Thanh không muốn liên lụy tới người khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Khiếu Thiên mỉm cười, cậu Thanh cứ yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Sau khi trò chuyện với Hàn Khiếu Thiên chốc lát, Dương Thanh rời khỏi khách sạn Trung Châu. Anh rể. Dương Thanh vừa ra khỏi khách sạn, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Y y, sao em lại ở đây thế? Khi thấy Tần Y, Dương Thanh hơi ngờ vực. Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh nên cũng nhận được thư mời, nhưng là thư mời đến hội giao lưu cấp thấp. Lúc này mắt cô ta đỏ hoe, nét mặt trông khá u sầu, rõ ràng đã gặp phải phiền phức gì đó. Hội giao lưu bên em cũng vừa kết thúc xong, Tần Y giải thích. Hội giao lưu hôm nay thế nào? Dương Thanh hỏi. Anh cũng không hỏi thẳng Tần Y xem đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô ta muốn nói thì chắc chắn sẽ không giấu giếm. Tần Y gật nhẹ đầu, cũng tạm được, nhưng hơi khác với những gì mà em mong đợi. Dương Thanh mỉm cười, em cứ yên tâm, sau tối nay, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Giang Bình. Anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, bây giờ tất cả các gia tộc quyền thế ở Giang Bình đều đã phục tùng anh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau tối nay, giá trị của tập đoàn Nhạn Thanh trên thị trường sẽ tăng vọt. Tần Y gượng cười, không nói gì. Em vẫn chưa ăn gì nhỉ? Anh dẫn em đi ăn bữa khuya nhé. Dương Thanh cười nói, nghe nói ở tỉnh Lỵ có một con phố ẩm thực dân tộc, có rất nhiều quán ăn dân tộc trong đó, chúng ta đi nếm thử xem sao. Trên đường đi,
Tần Y không nói gì, tâm trạng cũng rất sa sút, cứ lầm lũi đi theo Dương Thanh. Chỉ toàn Dương Thanh nói, thỉnh thoảng Tần Y mới đáp lại. Điều này khiến Dương Thanh càng thêm lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng của Tần Y lại tệ như vậy. Cuối cùng hai người cũng đến một quán ăn của người Hồi, trên biển tên bằng gỗ có mấy chữ tiệm cơm hoa nhi Hồi dân màu vàng, sáng lấp lánh. Nhân viên phục vụ trong tiệm đều mặc trang phục của người Hồi, nói tiếng Hồi. Buổi tối, phố ẩm thực vô cùng náo nhiệt, phía trước các quán ăn còn có người đang biểu diễn đủ loại múa hát dân tộc. Nhưng khung cảnh nhộn nhịp này vẫn không thể khiến Tần Y vui lên. Chẳng phải đây là Tổng Giám Đốc Tần Y à? Đúng lúc này, một cặp nam nữ trẻ tuổi bỗng bước vào tiệm cơm, người đàn ông hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Tần Y với vẻ nghiền ngẫm. Còn người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông thì đang khoác tay anh ta, híp mắt nhìn Tần Y, tôi còn tưởng ai, hóa ra là cô ả đê tiện vừa bị nghìn người chỉ trỏ ở hội giao lưu à. Ông là ai hả? Nghe thấy những lời mỉa mai từ hai người đó, Tần Y tức phát run. Dương Thanh cũng hơi nhíu mày, anh có ấn tượng với người phụ nữ vừa lên tiếng. Cô ta tên Dương Liễu, là con gái nhà họ Dương ở Châu Thành, chồng cô ta là đàn anh mà Tần Y từng thích hồi đại học, tên Vương Ngạn Quân. Hồi trước, vì Vương Ngạn Quân tới tập đoàn Nhạn Thanh để quấy rối Tần Y nên Dương Thanh đã gọi người nhà họ Dương ở Châu Thành đến. Trong cơn nóng giận, nhà họ Dương đã đuổi Vương Ngạn Quân đi. Vương Ngạn Quân đã trắng tay lại chạy đến tập đoàn Nhạn Thanh, bắt cóc Tần Y lên tầng thượng, ép Tần Y yêu đương với anh ta. Sau đó Dương Thanh ra tay, Vương Ngạn Quân té lầu rồi chết. Không ngờ hôm nay họ lại gặp Dương Liễu ở tỉnh Lỵ. Em họ, đây chính là người anh rể đã gian díu với sếp Tần Y đấy à? Người thanh niên bên cạnh Dương Liễu bỗng chỉ vào Dương Thanh, hỏi với vẻ mỉa mai. Lúc này Dương Liễu mới thấy rõ mặt Dương Thanh, không khỏi hơi bối rối, nhưng khi nghĩ đến việc anh họ mình đang đứng cạnh, sự bối rối của cô ta cũng biến mất tăm. Anh họ, đúng là tên này đã gian díu với ả đê tiện đó. Dương Liễu nói với vẻ châm chọc. Ê thằng nhãi kia, mày giỏi thật đấy. Dụ được cả hai chị em lên giường. Phùng Kế Tông tao bái phục, thì ra thanh niên kia tên Phùng Kế Tông. Tuy anh ta đang nói bái phục nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ trào phúng. Câm miệng. Rốt cuộc Tần Y cũng bùng nổ, đứng phát dậy, giận dữ quát, các người không được sỉ nhục anh rể tôi. Sếp Tần Y, tai nào của cô nghe thấy tôi sỉ nhục anh rể cô thế? Rõ ràng tôi đang khen anh rể cô vì đã dụ được cả em vợ là cô lên giường mà, đúng là đáng nể thật, ha ha ha. Phùng Kế Tông phá lên cười. Giờ đang là lúc phố ẩm thực đông đúc nhất, có rất nhiều khách tới quán ăn cơm. Câu nói này của Phùng Kế Tông nhanh chóng được truyền khắp quán. Rất nhiều khách hàng nhìn về phía Tần Y. Thậm chí có người còn bắt đầu chỉ trỏ. Đồ đê tiện, cô đúng là trơ trẽn, nếu lúc trước cô không xen vào giữa tôi và chồng, sao chúng tôi lại ly hôn chứ? Dương Liễu cố tình nói to, đều do ả đàn bà đê tiện như cô. Mọi người lại đây mà xem, người phụ nữ này là kẻ thứ ba đã cướp chồng tôi, giờ cô ta còn định ve vãn cả anh rể mình này. Dương Liễu nói lớn với xung quanh. Tiếng hô của cô ta khiến nhiều khách khứa súm lại hơn, ai cũng chỉ trỏ. Cô gái này trông trẻ đẹp thế mà lại là kẻ thứ ba à? Đúng thế, làm kẻ thứ ba thì cũng thôi đi, còn dám ve vãn cả anh rể mình nữa. Đúng là loại lẳng lơ, vừa nhìn đã thấy mặt cô ta là mặt hồ ly tinh rồi. Xung quanh toàn tiếng chửi rủa Tần Y, Dương Liễu càng thêm đắc ý. Tần Y tức run người, cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. Chắc cô thích làm kẻ thứ ba cũng vì tiền nhỉ. Hay thế này nhé, cô ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô 100.000, sao nào? Phùng Kế Tông cười híp mắt. Anh họ, anh đề cao cô ta quá rồi đấy, giày rách mà cũng xứng với 100.000 ư. Dương Liễu cười khẩy, theo em thì anh chỉ cần cho cô ta 1.000 là đủ rồi. Ha ha! Phùng Kế Tông phá lên cười rồi nói ngay, em nói đúng, cho cô ta 1.000 là đủ rồi. Sếp Tần Y. Nếu cô ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ cho cô 1.000 nhé, không thể nhiều hơn được, cô thấy thế nào? Trong mắt Phùng Kế Tông hừng hực lửa, cô gái xinh đẹp như Tần Y đúng là hiếm thấy. Nếu không muốn chết thì cút ra ngoài cho tao. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Trước ánh mắt của mọi người, Dương Thanh bình tĩnh đứng dậy, trong mắt lóe lên sát khí. Mày định bảo vệ em vợ à?
Phùng Kế Tông cười híp mắt, không hề hay biết ai đang đứng trước mặt mình. Một thằng ở rể cũng định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, Dương Liễu mỉa mai. Cô ta rất căm hận Dương Thanh và Tần Y. Theo cô ta thấy, việc nhà họ Dương ép cô ta và Vương Ngạn Quân ly hôn đều do hai người này cả. Cũng do họ mà Vương Ngạn Quân chết. Đúng là cô ta rất yêu Vương Ngạn Quân, bằng không đã không kết hôn với anh ta. Thậm chí khi biết Vương Ngạn Quân muốn ở bên Tần Y, cô ta vẫn sẵn lòng tha thứ. Nếu gia tộc không chia rẽ họ, có chết cô ta cũng không ly hôn với Vương Ngạn Quân. Anh rể, cứ kệ họ, chúng ta đi thôi. Tần Y đã nhìn thấy sát khí trong mắt Dương Thanh, bỗng thấy hơi lo lắng, định rời khỏi nơi này. Sao thế, chuyện chơi chén bị lộ nên định trốn đi à? Dương Liễu tóm lấy cánh tay Tần Y, la lớn, mọi người đừng tha cho kẻ thứ ba này, nhất định phải bắt cô ta trả giá đắt. Phải lột sạch cô ta trước mặt mọi người. Dương Liễu nói rồi đưa tay ra, định lột đồ Tần Y. Lúc trước tôi chừa cho nhà họ Dương một con đường sống, xem ra tôi đã quá nhân từ rồi. Dương Thanh tóm lấy tay Dương Liễu, lạnh lùng nói. Đau, thả tôi ra. Dương Liễu kêu đau, ra sức giãy giụa. Mẹ nó, dám động vào em họ tao, mày muốn chết à? Phùng Kế Tông tức giận quát, đấm vào mặt Dương Thanh. Bốp! Đúng lúc nắm đấm của Phùng Kế Tông lao tới, Dương Thanh bỗng kéo mạnh cổ tay Dương Liễu. Nắm đấm của Phùng Kế Tông giáng vào mặt cô ta. Á! Dương Liễu hét lên, máu mũi nhanh chóng chảy ra, anh họ, sao anh lại đánh em? Hả, xin lỗi em, anh không cố ý. Phùng Kế Tông cũng ngây người. Dương Thanh cười lạnh, mày muốn đánh nữa không? Mẹ kiếp, mày dám bẫy tao, để xem tao có giết mày không? Phùng Kế Tông giận dữ quát rồi đá về phía Dương Thanh. Khi anh ta sắp đá trúng Dương Thanh bỗng vươn tay tóm lấy Dương Liễu rồi kéo mạnh. Bịch! Chân Phùng Kế Tông nặng nề đạp trúng bụng Dương Liễu. Dương Liễu rú lên rồi ngã lăn ra đất, ôm bụng lăn lộn, á! Anh họ, sao anh đạp em? Đau chết mất, đau chết mất! Phùng Kế Tông đờ ra, rõ ràng anh ta định đánh Dương Thanh, sao cứ trúng em họ anh ta vậy? Trong lúc Phùng Kế Tông sững sờ, Dương Thanh đã gọi điện thoại, bảo Phùng Toàn đến tiệm cơm Hoa Nhi hồi dân ở phố ẩm thực của tỉnh Lỵ trong 10 phút cho tôi. Bằng không thì tự chịu hậu quả. Thằng kia, mày vờ vịt gì đấy? Mày biết Phùng Toàn là ai không? Đó là chủ gia tộc họ Phùng của tao, ngay cả tao cũng không có tư cách nói chuyện với ông ấy. Mày còn dám bảo ông ấy chạy đến đây trong 10 phút, mẹ mày biết mày trâu bò thế không hả? Mày dám bẫy tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Phùng Kế Tông không tin Dương Thanh có thể khiến Phùng Toàn chạy tới đây trong 10 phút. Đúng lúc này, điện thoại Dương Thanh bỗng vang lên. Dương Thanh cầm lên xem, là số lạ. Sau khi nối máy, một giọng nói sợ hãi vang lên, cậu Thanh, thật xin lỗi, tôi không ngờ lại có thằng đốn mặt đến từ nhà họ Phùng dám đắc tội cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ tới đó trong 10 phút. Trong khoảng thời gian này, cậu muốn giải quyết thế nào cũng được, có giết cũng không sao. Cậu Thanh, cậu có thể cho tôi nói mấy câu với thằng khốn đó được không? Dương Thanh không trả lời mà chuyển máy luôn, nói đi. Phùng Kế Tông, giờ cậu lập tức quỳ xuống xin cậu Thanh tha thứ cho tôi, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu. Mẹ nó, ông là ai hả? Phùng Kế Tông không nhận ra giọng Phùng Toàn, tức giận mắng. Tôi là chủ gia tộc họ Phùng ở thành phố Kim Hà, Phùng Toàn. Phùng Toàn sắp tức điên, giận dữ quát. Ha, cái quái gì chứ? Dám giả mạo chủ gia tộc họ Phùng của tôi à? Phùng Kế Tông cười lạnh, mỉa mai, nếu ông là Phùng Toàn thì tôi là ông nội Phùng Toàn đấy. Em gái anh. Thái độ của Phùng Kế Tông vô cùng hống hách, khiến Phùng Toàn ở đầu dây bên kia sắp tức nổ phổi. Phùng Kế Tông sỉ nhục ông ta cũng thôi đi, cùng lắm chờ cậu ta về rồi dạy dỗ tử tế. Nhưng quan trọng là thằng trời đánh này lại dám gây chuyện với Dương Thanh. Bây giờ cả Giang Bình đều nghe lệnh Dương Thanh. Ai dám đắc tội với anh chứ? Phùng Kế Tông, tôi là chủ gia tộc họ Phùng, Phùng Toàn. Phùng Toàn giận dữ quát vào điện thoại, tôi khuyên cậu quỳ xuống xin cậu Thanh tha thứ ngay, bằng không đến lúc tôi qua đó, cho dù cậu Thanh không thèm lấy mạng cậu thì tôi cũng phải giết cậu. Lão già, dám giả mạo chủ gia tộc họ Phùng trước mặt tôi, ông có giỏi thì tới nhanh lên. Phùng Kế Tông hùng hổ nói, hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết, để chờ tên giả mạo như ông tới lấy mạng tôi. Anh ta nói rồi cúp máy luôn.
Phùng Kế Tông vốn đã coi thường Dương Thanh nên càng không bao giờ nghĩ cuộc gọi này là thật. Thằng nhãi, tao thấy trò này của mày nhiều lắm rồi, cỡ mày mà cũng định lừa tao chắc. Phùng Kế Tông mỉa mai. Dương Liễu cạnh anh ta cũng cười duyên, chế giễu, Tần Y, anh rể cô có năng khiếu diễn đấy nhỉ, hay để tôi giới thiệu anh ta cho một công ty giải trí, để anh ta đóng vai phụ nhé. Không chừng một ngày cũng kiếm được mấy trăm, đủ để hai người sống rồi. Người vây xem xung quanh đều chỉ trỏ Dương Thanh và Tần Y. Tần Y tức run người, nếu Dương Thanh không ngăn cản, cô ta chỉ muốn lao tới xé nát miệng Dương Liễu luôn. Dương Thanh như đang xem thằng hề biểu diễn, không nói năng gì. Hội giao lưu vừa kết thúc, chắc chắn Phùng Toàn vẫn chưa đi xa, có lẽ khoảng mấy phút nữa ông ta sẽ đến. Anh họ, giờ này hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu đã kết thúc rồi nhỉ? Dương Liễu bỗng cười nói, hội giao lưu lần này vốn do nhà họ Phùng tổ chức, nhưng nhà họ Phùng lại nhường cho nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không đối xử tệ bạc với nhà họ Phùng đâu ha. Nghe thấy thế, Phùng Kế Tông đắc ý nói, đương nhiên rồi. Mỗi 3 năm hội giao lưu mới được tổ chức một lần, lần nào bên tổ chức cũng kiếm bộn. Lần này nhà họ Phùng lại trao quyền tổ chức cho nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh là một trong 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, sao có thể đối xử tệ bạc với nhà họ Phùng bọn anh chứ? Không giấu gì em, nhà họ Mạnh đã hứa sẽ giúp nhà họ Phùng bọn anh mở rộng thị trường ở tỉnh Lỵ sau khi hội giao lưu lần này kết thúc, không đến 5 năm, nhà họ Phùng cũng sẽ trở thành một trong các gia tộc mạnh nhất tỉnh Lỵ. Trên mặt Phùng Kế Tông tràn ngập sự kiêu ngạo và tự mãn. Đám đông đang vây xem đều nhìn Phùng Kế Tông với vẻ hâm mộ, cũng thầm kinh ngạc, không ngờ lại có một gia tộc ở thành phố khác may mắn nhận được sự đề bạt của nhà họ Mạnh. Vì hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu vừa kết thúc không lâu nên chuyện trong đó vẫn chưa được truyền ra ngoài, do đó chẳng mấy ai biết rõ rốt cuộc trong hội giao lưu đã có việc gì xảy ra. Phùng Kế Tông chỉ là người của dòng phụ nhà họ Phùng. Nếu không mang họ Phùng thì anh ta còn đủ tư cách để tham gia hội giao lưu ở khách sạn Lục Châu. Anh ta càng không biết chủ gia tộc họ Mạnh và họ Ninh trong 3 nhà quyền thế ở tỉnh Lỵ đã lần lượt bị giết, 2 nhà đó cũng đã bị đuổi khỏi Giang Bình vì một câu nói của Dương Thanh rồi. Nghe thấy Phùng Kế Tông nói thế, mặt Tần Y người không rõ sự thật xám ngoét như cho. Tuy cô ta biết Dương Thanh đến từ gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, nhưng cũng hiểu rõ anh đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi khỏi Yến Đô từ rất nhiều năm trước rồi. Theo cô ta thấy, bây giờ Dương Thanh chỉ có mỗi tập đoàn Nhạn Thanh, ngoài ra cũng được nhà họ Quan ở Giang Hải và nhà họ Trần ở Châu Thành sẵn lòng giúp đỡ. Tuy Dương Thanh được nhà họ Quan và nhà họ Trần giúp đỡ, nhưng nhà họ Phùng lại được nhà họ Mạnh một trong 3 gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ che chở, sao anh có thể đối phó được? Anh rể, hay chúng ta rời khỏi đây trước nhé? Tần Y khẽ nói. Trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Về phần những gì mà Dương Thanh vừa nói, bảo chủ gia tộc họ Phùng đến đây trong 10 phút, điều đó vốn không thể thực hiện được, chỉ là hù dọa Phùng Kế Tông mà thôi. Cô ta không muốn mình liên lụy tới Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười ôn hòa, những kẻ dám bắt nạt em gái anh còn chưa trả giá đắt, sao anh có thể rời đi được? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Tần Y sững sờ, trong mắt tràn ngập sự cảm động. Tuy cô ta từng chủ động nhận Dương Thanh làm anh trai, nhưng cũng vì không kìm lòng được nên mới nói thế. Nhưng rõ ràng Dương Thanh đã cho là thật, coi cô ta như em gái luôn. Có câu nói này của Dương Thanh, sự e ngại trong lòng Tần Y lập tức tan thành mây khói, cô ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Em vợ biến thành em gái rồi à? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Dương Liễu chế giễu. Phùng Kế Tông cười phá lên, theo anh thấy thì chắc là em gái mưa nhỉ. Ha 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 ha, nhìn dáng vẻ cười lớn của hai người đó, Tần Y chỉ cảm thấy buồn nôn. Thời gian trôi đi từng chút một, 5 phút nhanh chóng qua đi nhưng vẫn chưa thấy Phùng Toàn đến. 6 phút, 8 phút, 10 phút, thoáng cái đã hết 10 phút, nhưng Phùng Toàn vẫn chưa xuất hiện. Thằng nhãi kia, hết 10 phút rồi đấy, sao chủ gia tộc họ Phùng mà mày nói vẫn chưa tới vậy? Phùng Kế Tông giơ tay lên xem đồng hồ, mỉa mai, dám vờ vịt trước mặt tao. Mày đang tự khiến mình bẽ mặt đấy à? Dương Liễu che miệng cười, anh họ, hồi nãy em đã nói với anh rồi, anh ta chỉ là thằng ở rể mà thôi, làm gì có tư cách để khiến chủ gia tộc họ Phùng đích thân đến đây chứ? Trong mắt cô ta tràn ngập sự căm hận. Xin cậu trách tội. Thật ra cô ta biết thừa sự mạnh mẽ của Dương Thanh, lúc trước Dương Thanh chỉ dẫn một người đàn ông cường tráng đến nhà họ Dương,
vừa giơ tay lên đã giết được cao thủ mạnh nhất nhà họ Dương rồi. Chỉ một câu nói của anh đã ép nhà họ Dương phải ký vào hiệp ước bất bình đẳng, chuyển nhượng cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Dương cho anh với giá cực thấp. Sau đó nhà họ Dương bị vô số gia tộc ở Châu Thành dẫn người đến bao vây, nếu chủ gia tộc họ Dương không nhanh trí thì có lẽ người nhà họ Dương đã chết hết từ hôm đó rồi. Sau khi rời khỏi Châu Thành, nhà họ Dương đã rơi vào tình trạng nghèo rất mồng tơi, không còn bất cứ hy vọng nào để khôi phục sự huy hoàng ngày xưa nữa. Người đàn ông mà cô ta yêu nhất cũng té lầu chết vì Tần Y. Tất cả đều do tên đàn ông khốn nạn và người phụ nữ trước mặt cô ta ban tặng. Bây giờ, nhà họ Phùng đã giao quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh. Nhà họ Mạnh đã hứa sẽ nâng đỡ nhà họ Phùng lên. Theo Dương Liễu thấy, phải mượn tay nhà họ Phùng thì mới có thể báo thù rửa hận. Lúc này, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội sỉ nhục Dương Thanh và Tần Y chứ? Anh họ, em nghĩ anh đừng nói nhảm với họ nhiều thế nữa. Tuy người phụ nữ này là hàng đã qua sử dụng nhưng cũng có chút nhan sắc, anh cứ trực tiếp dẫn cô ta đi để cô ta ngủ với anh là được. Sao phải nói nhảm với họ nhiều thế chứ? Anh tưởng họ có thể gọi được chủ gia tộc họ Phùng đến đây thật ư? Dương Liễu cười ha hả. Không thể không nói, người phụ nữ này đúng là quá tàn nhẫn. Cô ta biết thừa Dương Thanh rất mạnh nhưng vẫn cố tình xúi dục Phùng Kế Tông trắng trợn cưỡng ép Tần Y. Cô ta đang hại Phùng Kế Tông chứ không hề giúp anh ta. Vì Dương Liễu biết rõ, một khi Phùng Kế Tông dám động vào Tần Y, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết anh ta. Sau khi Dương Thanh giết Phùng Kế Tông, sao nhà họ Phùng đang ở độ huy hoàng có thể tha cho anh chứ? Phùng Kế Tông phá lên cười như điên, em nói có lý, đã thế thì tôi không so đo với hai người nữa. Sếp Tần Y, cô đi với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua cho anh trai mưa của cô, sao nào? Phùng Kế Tông nói rồi giơ tay về phía Tần Y. Dương Thanh nhắm mắt lại, đang định ra tay, đúng lúc này, một giọng nói giận dữ bỗng vang lên ở cửa tiệm cơm, ngừng ngay cho tôi. Trong lúc mọi người kinh ngạc, một người trung niên đã chạy vào tiệm cơm dưới sự mở đường của mấy người đàn ông vạm vỡ, mặt mũi đầm đìa mồ hôi. Tay Phùng Kế Tông lập tức cứng đờ giữa không trung. Trước đó giọng nói trong điện thoại không giống lắm nên anh ta không nhận ra đó là giọng Phùng Toàn. Nhưng bây giờ, anh ta đã nghe rất rõ, đó là giọng của Phùng Toàn chủ gia tộc họ Phùng. Khi thấy Phùng Toàn, Dương Liễu cũng đờ đẫn, thì thào với vẻ không dám tin, sao có thể chứ? Chủ gia tộc, sao ông lại tới đây? Phùng Kế Tông vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Trên mặt Phùng Toàn tràn ngập sát khí. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, chính là cậu à? Hồi nãy cậu đã nói qua điện thoại rằng nếu tôi là Phùng Toàn, cậu sẽ là ông nội tôi đúng không? Bịch! Người Phùng Kế Tông mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống đất, vô cùng sợ hãi, chủ gia tộc, tôi thực sự không biết đó là ông. Nếu biết là ông, dù cho tôi thêm 10 lá gan thì tôi cũng không dám nói thế. Lúc này anh ta chỉ muốn khóc. Những người đang vây xem cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ của một gia tộc quyền thế ở khoảng cách gần đấy. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là, chẳng lẽ vừa rồi cậu thanh niên kia đã gọi cho Phùng Toàn thật ư? Nếu đúng thế thật, chẳng phải thân phận của cậu thanh niên đó càng đáng gờm hơn à? Bằng không, sao cậu ta có thể bắt chủ gia tộc họ Phùng đích thân đến tiệm cơm này chỉ với một cuộc gọi chứ? Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Phùng Toàn rảo bước đến trước mặt Dương Thanh. Bịch một tiếng. Chủ gia tộc họ Phùng quỳ xuống trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Dầm! Cảnh tượng này khiến những người khác rung động sâu sắc. Khi thấy Phùng Toàn quỳ trước mặt Dương Thanh, Phùng Kế Tông đang quỳ bên cạnh bỗng run bần bật, không sao kiểm soát nổi. Rốt cuộc người thanh niên có thể khiến chủ gia tộc họ Phùng phải quỳ xuống này là ai đây? Con người của Dương Liễu co lại, có vẻ không dám tin, lảo đảo lùi về sau 3-4 bước, không? Không thể nào! Sao lại thế được, Tần Y đang đứng cạnh Dương Thanh cũng trợn tròn mắt, người đang quỳ đúng là Phùng Toàn chủ gia tộc họ Phùng ư. Cộp. Phùng Toàn không nói gì, quỳ xuống rồi dập đầu 3 cái, lần nào cũng đập rất mạnh. Sau 3 cái dập đầu liên tiếp, trán Phùng Toàn đã đầm đìa máu me. Vì bị tắc đường nên tôi đến muộn 2 phút. Phùng Toàn sợ tái mặt, giải thích rồi nói luôn, xin cậu Thanh trách tội. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Họ không chỉ kinh hãi vì Phùng Toàn quỳ xuống trước mặt Dương Thanh, mà còn khiếp sợ bởi ông ta làm thế do đến muộn 2 phút, chứ không phải vì Phùng Kế Tông.
Vì ông ta đến muộn nên phải quỳ xuống đất, xin Dương Thanh trách tội. Vậy Phùng Toàn sẽ xử lý chuyện Phùng Kế Tông sỉ nhục Dương Thanh thế nào đây? Phùng Kế Tông đang quỳ cũng nhũn cả người, sự sợ hãi trong lòng khiến mặt anh ta xám ngoét. Dương Liễu sững sờ ngồi bệt xuống đất, mắt đờ đẫn, có vẻ không dám tin. Tôi là con khốn đê tiện. Dương Thanh không thèm để ý đến Phùng Toàn đang quỳ dưới đất van xin, chỉ nhìn Phùng Kế Tông. Mày nói muốn em gái tao ngủ với mày một đêm hả? Dương Thanh đi tới chỗ anh ta, bỗng nhiên lên tiếng. Không, không phải, sếp Tần Y là em gái của anh, cho tôi mượn 10 lá gan tôi cũng không dám bắt cô ấy ngủ với tôi. Phùng Kế Tông sắp khóc đến nơi, vội vàng phủ nhận. Thấy Dương Thanh tới gần, anh ta sợ suýt tè ra quần. Dương Thanh vẫn tiếp tục đi về phía trước, mày còn nói sẽ bắt tao trả giá đắt. Không dám, vừa nãy tôi chỉ nói huyên thuyên thôi. Sao tôi dám bắt anh trả giá đắt chứ? Phùng Kế Tông hoảng sợ bật khóc. Đến cả chủ gia tộc họ Phùng cũng phải quỳ gối cầu xin người trẻ tuổi này. Có lẽ chủ của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh ta làm sao biết được, kể cả chủ nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh vẫn còn sống cũng không dám thả rắm trước mặt Dương Thanh. Cô nói em gái tôi là người thứ ba chen vào hai vợ chồng cô sao? Dương Thanh nhìn sang Dương Liễu. Vẻ mặt Dương Liễu hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Dương Thanh đã giết nhiều cao thủ của nhà họ Dương chỉ trong tích tắc. Cô ta vốn muốn mượn thế lực của nhà họ Phùng để trả thù Dương Thanh. Nhưng khi chủ nhà họ Phùng quỳ dưới chân anh, cô ta mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ cả đời này cũng không có hy vọng trả được thù. Không, cô ấy không phải kẻ thứ ba, cô ấy không giật chồng tôi. Dương Liễu lắc đầu nguầy nguậy, vội nói, tại chồng tôi, anh ta là một tên khốn nạn. Anh ta đã kết hôn với tôi mà còn muốn dây dưa với em gái anh. Cái chết của anh ta cũng không liên quan đến bất kỳ ai, tại anh ta gieo gió gặt bão. Tôi mới là con khốn đê tiện, dám sỉ nhục em gái của anh. Tại tôi ngu dốt, có mắt không tròng. Dương Thanh chưa cần hỏi tiếp Dương Liễu đã tự giác khai tội trước mặt mọi người. Có lẽ vì đã trôi qua quá lâu cho nên cô ta mới thoáng quên đi nỗi sợ hãi mà Dương Thanh gây ra. Phùng Toàn quỳ xuống xin tha mới nhắc nhở cô ta nhớ lại sự khủng bố của Dương Thanh. Dương Thanh muốn giết cô ta dễ như trở bàn tay. Lúc trước tôi đã chừa cho nhà họ Dương một con đường sống. Bây giờ chỉ vì cô, con đường sống này đã hoàn toàn bị chặt đứt. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Dương Liễu. Lời nói của anh như sấm nổ bên tai Dương Liễu. Sau vài giây đờ đẫn, cô ta hoảng sợ quỳ rạp dưới chân Dương Thanh dập đầu thật mạnh. Cộp, cộp. Cộp, cô ta vừa dập đầu vừa cầu xin, anh Thanh, tôi biết sai rồi, xin anh buông tha cho nhà họ Dương. Tôi biết sai thật rồi, Dương Thanh không thèm quan tâm. Sự sống chết của nhà họ Dương không liên quan gì đến anh. Trước đây anh chừa đường sống cho nhà họ Dương là vì nhà họ Dương tự tranh thủ cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không được trả thù. Nhưng bây giờ ả khốn này lại dám mượn tay người khác để trả thù anh. Chỉ cần như vậy. Nhà họ Dương đã không còn đường sống nữa rồi. Thì ra cô gái xinh đẹp kia không phải kẻ thứ ba mà là người phụ nữ ngu xuẩn này cố ý bịa đặt. Tôi nói rồi mà, một cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể làm kẻ thứ ba được chứ? Anh rể của cô ấy lợi hại như vậy, cô ấy cần gì phải giật chồng của người khác? Đám người xung quanh vừa nãy còn chỉ trỏ Tần Y giờ đây đã thay đổi thái độ 180 độ, ai nấy đều mắng chửi Dương Liễu. Phùng Toàn quỳ ở bên cạnh nghe thấy Phùng Kế Tông và Dương Liễu nói chuyện cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt Phùng Toàn ngập tràn lửa giận, chỉ muốn lập tức xông lên giết chết hai kẻ khốn nạn này. Lúc trước, sau khi nhà họ Dương bị diệt, bọn họ đã dẫn đám con cháu dòng chính tới thành phố Kim Hà nương nhờ nhà họ Phùng. Bởi vì vợ của Dương Hướng Minh chủ nhà họ Dương là người nhà họ Phùng. Cho nên Phùng Toàn mới chịu thu nhận mấy người nhà họ Dương này. Nhưng ông ta không hề nghĩ tới người diệt nhà họ Dương lại là chàng trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Phùng Toàn, tôi không cần biết ông có quan hệ gì với nhà họ Dương. Sau tối nay nhà họ Dương phải bị xóa sổ hoàn toàn. Dương Thanh cũng không làm gì Dương Liễu và Phùng Kế Tông, chỉ nhìn Phùng Toàn lạnh giọng nói, sau này, nếu tôi biết ở Giang Bình và cả Châu Thành còn người nhà họ Dương thì nhà họ Phùng cũng không cần tồn tại nữa. Nghe vậy, Phùng Toàn vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ. Kinh ngạc vì rõ ràng Dương Thanh đang có ý bỏ qua cho nhà họ Phùng.
giận vì Dương Liễu dám giật dây Phùng Kế Tông đến tìm Dương Thanh trả thù. Là chủ của nhà họ Phùng, sao ông ta có thể không nhận ra được trò vặt kia của Dương Liễu? Nhà họ Dương tội đáng chết. Cậu Thanh yên tâm, sau tối nay tôi sẽ khiến nhà họ Dương hoàn toàn biến mất khỏi Giang Bình. Phùng Toàn vội vàng cam đoan, hai mắt rét lạnh nhìn Phùng Kế Tông và Dương Liễu đang run như cầy sấy, xúc phạm người đứng đầu tỉnh Giang Bình là tội chết. Lôi đi! Phùng Toàn lạnh lùng quát. Mấy gã đàn ông vạm vỡ mà ông ta dẫn theo lập tức xông tới lôi hai người Phùng Kế Tông và Dương Liễu đang sụi lơ trên mặt đất ra khỏi tiệm cơm. Mọi người có mặt đều khiếp sợ, nhất là câu nói kia của Phùng Toàn. Ai cũng biết Phùng Kế Tông và Dương Liễu sẽ không qua khỏi đêm nay. Chúng ta đi thôi. Dương Thanh nhìn Tần Y, dịu dàng nói. Tần Y giống như con rối bước lẽo đẽo theo anh rời đi. Tạm biệt cậu Thanh. Tạm biệt cậu Thanh. Phùng Toàn dẫn theo người nhà họ Phùng chào tạm biệt Dương Thanh. Tiếng hô vang dội như sóng biển, càn quét khắp phố ẩm thực. Đến khi lên xe, Tần Y mới lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, trầm giọng nói, anh rể, rốt cuộc trong hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Cô ta biết, người nhà họ Phùng cung kính như vậy chắc chắn là vì trong buổi giao lưu đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Dương Thành khẽ cười, dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng vẫn là anh trai của em, không phải sao? Tần Y nghe vậy, không khỏi hốt hoảng. Sau một hồi sững sờ, vẻ uể oải trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia đột nhiên biến mất. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ nói, đúng vậy, cho dù thế nào em cũng chỉ cần biết anh là anh trai của em là đủ rồi. Khóe miệng Dương Thanh hơi nhếch lên, lái xe đưa Tần Y rời khỏi tỉnh lỵ. Cùng lúc đó, tại nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Trong một căn biệt thự độc lập của trang viên sang trọng ở ngoại ô phía đông, một ông già đang ngồi trên chiếc ghế sofa gỗ đặc cao cấp. Lão ta chính là ông chủ nhà họ Dương đã bị hủy diệt ở Châu Thành, Dương Hướng Minh. Trước mặt Dương Hướng Minh có một người đang đứng. Chắc giờ này hội giao lưu đã kết thúc rồi bố nhỉ. Người đàn ông trung niên chờ mong nói. Dương Hướng Minh nhìn đồng hồ, chắc là kết thúc rồi. Lần này nhà họ Phùng đã giao lại quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, chắc chắn bọn họ sẽ được nhà họ Mạnh hết lòng nâng đỡ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nhà họ Phùng sẽ gia nhập tỉnh lỵ. Nói không chừng vài năm sau trong số các gia tộc hàng đầu tỉnh lỵ sẽ có thêm một nhà họ Phùng. Người đàn ông trung niên phấn khích nói. Ông ta tên là Dương Chí Quân, con trai cả của Dương Hướng Minh, cũng là bố của Dương Uy và Dương Liễu. Dương Hướng Minh cũng rất vui mừng. Cười nói, không sai. Chắc chắn nhà họ Phùng sẽ được gia nhập tỉnh lỵ, đến lúc đó nhà họ Dương chúng ta cũng có cơ hội trở thành nhà họ Phùng tiếp theo ở thành phố Kim Hà. Đúng đấy ạ, không ngờ nhà họ Dương chúng ta bị diệt ở Châu Thành nhưng vẫn có mùa xuân thứ hai ở thành phố Kim Hà, Dương Chí Quân cười đáp. Trong mắt Dương Hướng Minh lóe lên sát khí mãnh liệt, lão ta híp mắt nói, ngày nhà họ Dương chúng ta khôi phục cũng chính là ngày tàn của thằng danh con kia. Mỗi lần nhớ lại nhà họ Dương bị một gã trai hai mươi mấy tuổi tiêu diệt, Dương Hướng Minh đều không kìm được lửa giận. Nhà họ Dương do một tay lão ta gây dựng nên mới huy hoàng như vậy. Thế nhưng tất cả lại bị Dương Thanh phá hủy. Dương Chí Quân cũng nghiến răng nói, từ giờ đến cuối đời Dương Uy đều phải sống trên giường bệnh. Một ngày nào đó con sẽ để Dương Uy tự tay giết chết thằng nhãi kia. Chắc Dương Liễu cũng đi theo đến tỉnh lỵ rồi chứ, Dương Hướng Minh bỗng hỏi. Dương Chí Quân gật đầu, nhớ tới con gái liền khoái chí nói, bây giờ Dương Liễu cũng rất xuất sắc, không ngừng tạo quan hệ với những người trẻ tuổi ở thành phố Kim Hà vì gia tộc. Lần này, con bé đi theo Phùng Kế Tông, một người tài ba trong đám con cháu dòng phụ của nhà họ Phùng đến tỉnh lỵ tham gia một hội giao lưu cấp thấp hơn. Tốt, ngày nhà họ Dương chúng ta khôi phục hưng thịnh, Dương Liễu sẽ là người lập công lớn nhất. Người khác có gì con bé cũng sẽ có cái đó, Dương Hướng Minh cười lớn nói. Trong lúc bọn họ đang tán gẫu về tương lai tươi đẹp, cửa biệt thự đột nhiên bị đạp mở. 7-8 người đàn ông vạm vỡ xông thẳng vào. Các người là ai? Dương Chí Quân và Dương Hướng Minh nổi giận quát. Các người biết đây là nhà của ai không? Các người dám xông vào đây làm loạn sao? Dương Chí Quân giận dữ nói, nếu ông chủ nhà họ Phùng biết chuyện này, các người biết hậu quả là gì không? Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói, ông chủ có lệnh. Nhà họ Dương xúc phạm người đứng đầu tỉnh Giang Bình, đáng tội chết.
thấy người nhà họ Dương ở Châu Thành đều phải giết chết không tha. Sai một ly đi một dặm nhà họ Dương đáng tội chết. Những chữ này cứ như âm thanh ma thuật, văng vẳng trong tâm trí Dương Hướng Minh và Dương Chí Quân. Hai bố con chết sững người, Dương Chí Quân sợ hãi loạng choạng lùi lại ba bốn bước. Dù có chết cũng phải cho bọn tôi chết rõ ràng minh bạch chứ. Dương Hướng Minh cố nén lửa giận trong lòng, run rẩy hỏi, rốt cuộc người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Ai trong nhà nhà họ Dương đắc tội với người đó? Lão ta rất không cam lòng. Ban đầu ở Châu Thành, vì đánh giá sai thực lực của Dương Thanh nên lão ta không làm gì được anh, ngược lại còn khiến cả nhà họ Dương rơi vào tay anh và bị đuổi khỏi Châu Thành. Ở nhà họ Phùng, khó khăn lắm lão ta mới nhìn thấy hy vọng phục hưng nhà họ Dương. Đến khi sắp thành công lại nghe tin nhà họ Dương đắc tội với người đứng đầu Giang Bình, chỉ còn một con đường chết. Năm chữ người đứng đầu Giang Bình đủ để nói lên địa vị cao quý của đối phương. Sao lão ta có thể cam tâm chịu chết? Người dẫn đầu vạm vỡ lạnh lùng nói, tôi chỉ biết người đứng đầu Giang Bình chưa tới 30 tuổi, là người Giang Hải, mọi người hay gọi là cậu Thanh. Chưa đến 30 tuổi, người Giang Hải, tên Thanh. Dương Hướng Minh nghệt mặt ra. Đột nhiên, lão ta nhớ tới một người thanh niên tài giỏi xuất chúng. Lúc trước ở nhà họ Dương hái lá giết người. Cháu gái của ông, Dương Liễu đã xúc phạm cậu Thanh, còn mượn tay của con cháu nhà họ Phùng đối phó cậu ấy. Cậu Thanh đã ra lệnh, sau đêm nay nếu Giang Bình vẫn còn con cháu nhà họ Dương từ Châu Thành đến, nhà họ Phùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Người dẫn đầu nói tiếp, ánh mắt lạnh như băng. Vì nhà họ Dương, suýt nữa nhà họ Phùng cũng bị tiêu diệt. Dương Hướng Minh thừa người ra, oà khóc nói, ông trời muốn diệt nhà họ Dương tôi đây mà. Ông trời muốn diệt nhà họ Dương tôi đây mà. Dứt lời, ông ta rút ra một con dao, dứt khoát đâm thẳng vào tim mình. Phập, máu tươi bắn tung tóe, ngực áo Dương Hướng Minh dần dần bị nhuộm đỏ. Bố, Dương Chí Quân đau đớn hét lên. Nhưng Dương Hướng Minh không nói được lời nào, máu tươi trào ra khỏi miệng lão ta. Chẳng mấy chốc, sức sống của Dương Hướng Minh đã lụi tàn. Một thế hệ kiêu hùng đã ngã xuống. Trước lúc chết, Dương Hướng Minh chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc hợp tác với Dương Thanh, nếu nhà họ Dương thành tâm hơn một chút sẽ không gặp phải kết cục như ngày hôm nay đâu. Thậm chí còn có thể mượn tay Dương Thanh vươn lên đứng đầu tỉnh Giang Bình. Đúng là sai một ly, đi một dặm. Thấy bố mình nằm trên vũng máu, Dương Chí Quân cực kỳ đau lòng. Ông ta đứng bật dậy lao thẳng về phía trước. Ầm, tiếng va chạm trầm đục vang lên, Dương Chí Quân đập đầu vào tường, lập tức ngã xuống đất. Mấy tên to con trong biệt thự thờ ơ, nói, giết hết những người họ Dương còn lại, không được bỏ sót bất kỳ ai. Vâng, một đêm kinh hoàng, con cháu nhà họ Dương còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị lần lượt giết chết. Dương Thanh không hề biết những chuyện này. Anh chỉ muốn làm cho người nhà họ Dương cút khỏi Giang Bình. Nhưng trong cơn giận dữ, Phùng Toàn đã giết sạch người nhà họ Dương của Châu Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, một tin tức chấn động cả tỉnh Giang Bình, nhanh chóng chiếm trọn các trang báo lớn. Hội giao lưu 3 năm một lần của Giang Bình đã đi vào lịch sử, người đứng đầu Giang Bình đã xuất hiện. Chỉ trong một đêm, 2 trong 3 gia tộc đứng đầu Giang Bình đã bị xóa sổ. Người đứng đầu Giang Bình đã xuất hiện, liệu có ai đứng ra cạnh tranh? Hầu như mọi tiêu đề đều liên quan đến người đứng đầu Giang Bình. May mà không ai dám tiết lộ danh tính của Dương Thanh. Các bài viết chỉ nói người đứng đầu Giang Bình tên Thanh mà thôi. Về phần hiệp hội võ thuật và nhà họ Hoàng, không ai dám nhắc đến họ. Dương Thanh như một người ngoài cuộc. Sau khi hội giao lưu kết thúc, mọi thứ đã trở lại bình thường. Bố, con muốn ăn kem. Ở khu vui chơi Giang Hải, Tiêu Tiêu vừa chơi trò xe đụng, ôm cổ Dương Thanh nũng nịu nói. Được rồi, bố sẽ mua cho con. Nói về Tần Thanh Tâm. Dương Thanh bế Tiêu Tiêu đi mua kem, quả là một ông bố cưng chiều con gái. Dương Thanh. Anh vừa đi được vài bước, sau lưng liền truyền đến một giọng nói đầy tức giận. Dương Thanh khựng lại, thận trọng quay đầu, thấy Tần Thanh Tâm đang chống nạnh, tức giận nhìn mình. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải Tiêu Tiêu đòi ăn gì là phải cho con bé ăn hết. Con bé còn chưa tròn 5 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn. Ăn mấy thứ đồ ăn vặt kia không tốt chút nào. Nếu anh còn dám lén mua đồ ăn vặt cho con sau lưng em, tối nay đừng hòng bước vào phòng em.
Tần Thanh Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Thanh hoảng sợ vội hứa, anh hứa sau này sẽ không mua đồ ăn vặt cho Tiêu Tiêu nữa. Bố! Nghe Dương Thanh nói vậy, Tiêu Tiêu bày ra bộ mặt tủi thân, nước mắt rưng rưng. Dương Thanh lập tức mềm lòng, dè dặt nói, vợ, hay là mình cho Tiêu Tiêu ăn một cây kem nữa thôi. Không được. Tần Thanh Tâm kiên quyết nói, hôm nay con bé đã ăn hai cây kem rồi. Dứt lời, cô bước tới bế Tiêu Tiêu từ tay Dương Thanh. Tiêu Tiêu dám làm nũng với Dương Thanh, nhưng lại không dám với Tần Thanh Tâm. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, đáng thương nhìn Dương Thanh, tựa như đang nói, mẹ bắt nạt con mà bố không chịu giúp đỡ. Dương Thanh thương con nhưng cũng biết Tần Thanh Tâm làm vậy là vì muốn tốt cho Tiêu Tiêu nên dứt khoát quay đầu, không nhìn cô bé nữa. Cũng may đây là khu vui chơi, sau khi được chơi vài trò thú vị, cô bé đã vui vẻ trở lại. Suốt cả một ngày, một nhà ba người chơi đùa ở khu vui chơi Giang Hải, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập nơi đây. Hôm sau, Dương Thanh đưa con gái tới nhà trẻ và đưa vợ đến công ty xong mới tới tập đoàn Nhãn Thanh. Từ khi kết thúc hội giao lưu ngày hôm đó, chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh phát triển cực nhanh. Chỉ trong vòng một tuần, công ty đã nhận được vô số lời đề nghị hợp tác do các gia tộc lớn ở Giang Bình chủ động gửi đến tận cửa. Đối với chuyện này, Dương Thanh luôn sẵn lòng chào đón. Nếu chi nhánh Giang Hải có thể tách khỏi trụ sở chính, không bao lâu nữa chi nhánh Giang Hải sẽ có thể trở thành một tập đoàn Nhãn Thanh độc lập khác. Còn Tần Y, sau khi trở về Giang Hải thì chỉ biết vùi đầu công việc, tăng ca từ sớm đến tối mịt mới về nhà. Y, bận quá thì em nên tìm một trợ lý san sẻ bớt công việc. Dương Thanh lo lắng nói. Tần Y bất lực đáp, em cũng muốn lắm, nhưng mà không tìm được người phù hợp. Hơn nữa, tập đoàn Nhãn Thanh rất quan trọng với anh, em không yên tâm giao việc cho người khác. Nghe Tần Y nói vậy, Dương Thanh rất cảm động. Đối với anh, tập đoàn Nhãn Thanh là kỷ niệm duy nhất mẹ anh để lại trên cõi đời này. Anh rất muốn phát triển tập đoàn thành một doanh nghiệp hàng đầu. Cảm ơn em, Dương Thanh chân thành nói. Tần Y cười tinh quái, chớp mắt nhắc nhở, anh đừng quên lời hứa đi khu vui chơi với em đấy nhé. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần em rảnh. Anh sẽ đi cùng em, Dương Thanh cười đáp. Được rồi, đợi xong đợt này em sẽ hành anh một trận tơi tả. Em sẽ bắt anh mời em ăn một bữa thật thịnh soạn, ăn đến khi nào anh sạt nghiệp mới thôi, Tần Y đắc ý nói. Ha ha, em cứ ăn tùy thích, ăn cả đời cũng được, Dương Thanh cười nói. Dương Thanh ở lại kiểm tra tình hình dạo gần đây của tập đoàn rồi mới rời đi. Anh vừa bước xuống lầu thì bị một người đàn ông cao lớn mặc vest đột nhiên chặn đường. Bà chủ của chúng tôi có lời mời. Người đàn ông mặc vest trầm giọng nói. Dương Thanh cau mày, muốn gặp tôi thì bảo bà ta tự mình tới. Dứt lời, Dương Thanh trực tiếp rời đi, không thèm quan tâm đến bà chủ trong lời người đàn ông kia. Bây giờ ở Giang Bình còn ai dám tự xưng bà chủ với anh? Thằng nhóc ngạo mạn, cậu có biết bà chủ của tôi là ai không? Sao cậu dám bảo bà ấy đến gặp cậu? Người đàn ông mặc vest giận dữ hét lên. Nhích qua chặn Dương Thanh lại. Dương Thanh nhíu mày, ngửi thấy mùi đe dọa nồng nặc. Không phải vì thực lực của đối phương mạnh hơn anh, mà là từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh gặp được một cao thủ có khí thế mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Tiền Bưu cũng không phải là đối thủ của người đàn ông cao lớn trước mặt này. Có thể được một vệ sĩ cao cấp như vậy bảo vệ, chắc chắn đối phương không giàu sang thì cũng quyền quý. Dương Thanh nhìn về chiếc Mercedes bình thường phía sau người đàn ông. Cửa sổ màu đen nên anh không thể nhìn thấy bên trong xe. Bà chủ của anh là ai? Dương Thanh lại nhìn sang người đàn ông mặc vest. Bà chủ họ Diệp, đến từ Yến Đô. Ánh mắt người đàn ông mặc vest tràn đầy kính nể, bà ấy tìm anh để nói về chuyện của Tần Thanh Tâm. Đây là đe dọa. Ban đầu, Dương Thanh chỉ ngạc nhiên. Không biết sốt cuộc người phụ nữ như thế nào có thể khiến cao thủ mạnh thế này làm vệ sĩ cho mình. Nhưng khi người đàn ông này nói người phụ nữ kia muốn nói chuyện với anh về Tần Thanh Tâm, vẻ mặt anh lập tức thay đổi. Họ Diệp đến từ Yến Đô, lại có một vệ sĩ như này, màn giới thiệu ra trò đấy. Một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhà họ Diệp. Hơn nữa anh có thể khẳng định thân phận của người phụ nữ kia trong gia tộc không hề thấp. Dương Thanh đi theo người đàn ông mặc vest tới trước chiếc Mercedes. Khi cửa xe mở ra, anh chỉ thấy một người phụ nữ mặc sườn xám duyên dáng đang ngồi trong xe. Thưa bà chủ, cậu ta đến rồi.
Người đàn ông mặc vest khẽ cúi đầu. Cậu chính Dương Thanh, chồng của Tần Thanh Tâm, bà ta nghiêm nghị hỏi Dương Thanh. Dương Thanh hơi nhướng mày, thái độ trịch thượng và ánh mắt khinh thường của người phụ nữ này khiến anh rất khó chịu. Câu hỏi của bà ta cũng rõ ràng, chỉ nhằm vào Tần Thanh Tâm. Bà là người nhà họ Diệp, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh hỏi ngược lại. Trong mắt người phụ nữ thoáng xẹt qua một tia lạnh lùng, lãnh đạm nói, lên xe. Tuy thái độ của đối phương làm cho Dương Thanh rất khó chịu, nhưng chuyện liên quan đến Tần Thanh Tâm, anh cũng không dám lơ là, dứt khoát lên xe. Trong không gian rộng rãi và xa hoa của chiếc xe chỉ có người phụ nữ và Dương Thanh, ngay cả người vệ sĩ mặc vest kia cũng không được phép lên xe. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, Dương Thanh đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu sau bà ta mới nói, không ngờ đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi 18 năm trước đã lớn như vậy rồi. Nghe vậy, Dương Thanh hơi kinh ngạc. Ánh mắt người phụ nữ khi nhìn anh rất phức tạp, giống như đang nhìn kẻ thù. Bà biết mẹ tôi, Dương Thanh hỏi. Trực giác mách bảo anh rằng người phụ nữ này biết mẹ anh. Dương Tuyết Nhạn, tài nữ vang danh một thời của Yến Đô, thành lập tập đoàn Nhạn Thanh bằng năng lực của chính mình. Hồi đó, hơn phân nửa cậu chủ nhà giàu ở Yến Đô đều thích cô ta. Đáng tiếc cô ta có thân phận thấp kém, không một gia tộc giàu có nào chịu chấp nhận cô ta. Sau đó, cô ta và Vũ Văn Cao Dương yêu nhau, chứ trước khi cưới đã gây ra một trận sóng gió ở Yến Đô. Từ xưa đến nay, người càng giỏi giang càng khó tránh khỏi thị phi. Có người dựng chuyện nói đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của Vũ Văn Cao Dương. Việc này đã làm chấn động Yến Đô, cũng vì chuyện này mà gia tộc Vũ Văn vẫn luôn không chịu chấp nhận Dương Tuyết Nhạn. Nếu không phải vì cô ta đang mang trong bụng giọt máu gia tộc Vũ Văn thì họ đã không để cô ta ở lại Yến Đô lâu như vậy rồi. Cho đến 18 năm trước, cô ta và con trai bị đuổi khỏi Yến Đô, không được phép bước chân vào Yến Đô nửa bước. Người phụ nữ biết rất rõ về chuyện của nhà Vũ Văn khi đó, thẳng thắn nói ra toàn bộ. Nghe thấy cái tên Vũ Văn Cao Dương, Dương Thanh chỉ cảm thấy ghê tởm. Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc Vũ Văn hiện giờ, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chính là bố đẻ của Dương Thanh. 18 năm trước, chính ông ta đã ra lệnh đuổi hai mẹ con anh ra khỏi Yến Đô. Trông thấy đôi mắt đỏ như máu của Dương Thanh, người phụ nữ bất giác run lên. Cảm giác như đang đối diện với một con dã thú chứ không phải người. Có lẽ, bố cậu có nỗi khổ gì đó, người phụ nữ đột nhiên thở dài. Ông ta không xứng làm bố tôi. Dương Thanh lạnh lùng nói, từ giây phút ông ta đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà Vũ Văn, tôi đã không còn bố nữa. Cho dù ông ta có nỗi khổ tâm thì sao? Người đàn ông chỉ ham muốn quyền lực không xứng làm chồng, làm bố của người khác. Giọng nói của Dương Thanh vô cùng lạnh lùng. Không có một chút cảm xúc nào. Người phụ nữ lắc đầu không nhắc tới chuyện này nữa. Bà ta nghiêm mặt nhìn anh, tôi tên Diệp Mạn. Hôm nay tôi đến tìm cậu vì chuyện của Tần Thanh Tâm. Dương Thanh bình thản nói, cô ấy là vợ tôi, bà là người ngoài biết gì về cô ấy mà nói. Con bé là con gái tôi. Hai mắt Diệp Mạn đỏ hoe, bà ta cắn răng nói, đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức ngây người. Anh biết Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy không phải bố mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Anh cũng từng nghĩ tới việc giúp cô tìm bố mẹ ruột, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ mẹ ruột của cô sẽ tìm đến cửa thế này. Hơn nữa, đối phương còn là người nhà họ Diệp, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Một lúc lâu sau, Dương Thanh mới hoàn hồn lại, làm sao chứng minh được cô ấy là con gái bà. Diệp Mạn mím môi nói, tôi đã làm xét nghiệm ADN, con bé chính là con gái tôi. Ánh mắt Dương Thanh đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt tinh tế của Diệp Mạn. Diệp Mạn quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao, ngũ quan rất cân xứng. Thậm chí, một số ngôi sao tuổi trung niên còn kém xa khí chất và nhan sắc của bà ta. Dương Thanh quả thật nhìn thấy bóng dáng của Tần Thanh Tâm trên gương mặt bà ta. Cuối cùng anh cũng xác nhận người phụ nữ họ Diệp trước mặt mình thật sự là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, đồng thời cũng là mẹ vợ của anh. Nếu bà là mẹ ruột của cô ấy, bà không nghĩ người bà nên gặp nhất bây giờ là cô ấy sao? Dương Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khí chất của Diệp Mạn rất cao quý. Bà ta lãnh đạm nói, cậu nghĩ tôi không muốn chắc. Đây không phải là chuyện cậu nên lo.
hôm nay tôi đến tìm cậu chỉ vì một chuyện. Chuyện gì? Dương Thanh cau mày hỏi. Rời xa con gái tôi. Diệp Mạn lạnh giọng đáp, không thèm nhìn Dương Thanh. Sắc mặt Dương Thanh lạnh hẳn xuống. Lúc trước, bà mẹ vợ giả Châu Ngọc Thúy luôn muốn chia rẽ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, bây giờ bà mẹ vợ thật này cũng muốn chia rẽ bọn họ. Bà có tư cách gì đòi chia rẽ chúng tôi, Dương Thanh nói. Nếu đối phương không phải là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã tống cổ bà ta ra ngoài từ lâu rồi. Tôi là mẹ ruột của con bé, thái độ của Diệp Mạn rất cứng rắn. Bà chưa từng nuôi cô ấy một ngày nào thì có tư cách gì nói câu này. Dương Thanh giễu cợt, tôi không cần biết bà và cô ấy có quan hệ gì, hay bà có thân phận như thế nào. Tôi chỉ biết Tần Thanh Tâm là vợ tôi, là mẹ của con gái tôi, không ai có thể chia cắt chúng tôi. Diệp Mạn rất cứng rắn, nhưng Dương Thanh còn cứng hơn. Khó khăn lắm anh và Tần Thanh Tâm mới đến được với nhau, Tần Thanh Tâm cũng đã chấp nhận anh. Đột nhiên một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra, tự xưng là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm đòi ngăn cách bọn họ, sao anh có thể để yên? Cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Diệp Mạn giận quá hóa cười, lạnh lùng đáp, tuy trong người cậu đang chảy dòng máu của nhà Vũ Văn, nhưng chẳng qua cậu cũng chỉ là một đứa con rơi bị nhà Vũ Văn ruồng bỏ, thậm chí cả đời này cũng không được phép bước vào Yến Đô nửa bước. Cậu có tư cách gì ở bên con gái tôi? Sau này con bé sẽ trở về nhà họ Diệp ở Yến Đô với tôi. Nó sẽ là cô công chúa cao quý nhất nhà họ Diệp, dưới một người trên vạn người. Sao đứa con hoang bị gia tộc ruồng bỏ như cậu dám làm lỡ giờ tiền đồ của con bé? Cậu nhóc, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tự giác rời khỏi con bé. Nếu không, Diệp Mạn chưa nói xong Dương Thanh đã hiểu đối phương đang uy hiếp mình. Nếu không thì sao? Dương Thanh nhếch mép hỏi. Diệp Mạn sửng sốt. Bà ta không nói rõ ràng vì muốn giữ chút mặt mũi cho Dương Thanh, nào ngờ anh lại không biết tốt xấu như vậy. Nếu không, với địa vị của nhà họ Diệp, cả Chiêu Châu này sẽ không còn chỗ cho cậu nữa đâu. Diệp Mạn kiêu ngạo nói như kẻ bề trên. Đã vậy, tôi cũng cảnh cáo bà. Dương Thanh bật cười, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, lạnh lùng nói, ai cũng đừng hòng chia cắt chúng tôi. Dương Thanh tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bất cứ kẻ nào dám quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, dù là nhà họ Diệp của bà, tôi cũng không ngại để cho nhà họ Diệp tan thành cho bụi đâu. Dương Thanh gằn từng chữ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi kém xa cậu ta. Hiện giờ, Diệp Mạn như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nhất là khi chạm phải ánh mắt khủng bố của Dương Thanh, bà ta càng run như cầy sấy. Nhưng nỗi sợ này chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Mạn thẹn quá hóa giận. Lần này tới Giang Hải, bà ta có hai chuyện quan trọng phải làm, một trong số đó là nghĩ cách chia rẽ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Nào ngờ bà ta đường đường là đời sau của danh gia vọng tộc ở Yến Đô lại bị một thằng con rơi đáng khinh uy hiếp. Quan trọng là bà ta còn bị anh hù dọa, đây là một sự sỉ nhục. Thằng nhóc ngông cuồng, đừng nói là cậu. Bố cậu là Vũ Văn Cao Dương cũng không dám dọa dẫm tiêu diệt nhà họ Diệp tôi đâu. Diệp Mạn tức giận quát lớn, hôm nay tôi tìm cậu chỉ để nói cho cậu biết, con gái tôi là cô chủ nhà họ Diệp cao quý, thằng con rơi như cậu không xứng đâu. Tôi đã điều tra toàn bộ về cậu, mặc dù gia tộc Vũ Văn đã tặng lại tập đoàn Nhãn Thanh cho cậu nhưng chỉ vậy đã muốn ở bên con gái tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu. Nếu không phải lúc trước có người muốn tìm kẻ hèn mọn nhất để sỉ nhục Thanh Tâm, sao cậu có thể được ở rể nhà họ Tần? Vừa mới kết hôn cậu đã bỏ đi biệt tích, 5 năm sau mới trở về. Từ lúc cậu quay về Giang Hải đến giờ mới được nửa năm. Cậu nói thử xem, trong nửa năm này tình cảm giữa hai đứa có thể sâu đậm đến mức nào? Diệp Mạn hùng hổ chất vấn, ngôn ngữ sắc bén, giọng điệu giận dữ. Dương Thanh lạnh nhạt nói, đúng là tôi biến mất 5 năm, nhưng bà có biết tại sao tôi phải bỏ đi không? Bà có biết trong 5 năm này tôi đã trải qua những gì không? Còn bà chỉ có ơn sinh thành với Thanh Tâm chứ không hề có ơn dưỡng dục. Bà có biết hơn 20 năm qua, cô ấy làm con nuôi phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Bà không hỏi cô ấy có muốn rời xa tôi không mà trực tiếp tìm tôi, bắt tôi rời bỏ cô ấy. Bà làm vậy có tôn trọng Thanh Tâm không? Bà nói thử xem, bà có tư cách làm mẹ cô ấy không? Có tư cách nhúng tay vào chuyện của chúng tôi không? Dương Thanh liên tục chất vấn, mỗi câu hỏi đều như nhát búa đập thẳng vào tim Diệp Mạn.
Diệp Mạn ăn nói rất sắc bén, nhưng Dương Thanh còn sắc bén hơn, không hề nể tình thân phận của bà ta. Nếu không phải vì Tần Thanh Tâm, chỉ với câu nói vừa rồi đã đủ để Dương Thanh cho bà ta chôn xác ở Giang Hải. Cậu! Diệp Mạn chỉ vào Dương Thanh, lắp bắp nói không nên lời. Bà mau thu lại sự kiêu ngạo tới từ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đi. Trước mặt tôi sự kiêu ngạo của bà chẳng đáng một đồng. Dứt lời, Dương Thanh dứt khoát mở cửa xe đi xuống. Diệp Mạn giận tím mặt, toàn thân run rẩy nhưng không nói nổi lời nào. Đứng lại! Dương Thanh định rời khỏi, vệ sĩ canh giữ ở cửa xe bỗng nhiên quát lớn một tiếng, cơ thể lóe lên chặn lại trước mặt anh. Bà chủ! Vệ sĩ nhà họ Diệp nhìn Diệp Mạn đang nổi giận đùng đùng. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần xuống, quát lớn, tránh ra. Dứt lời, anh chợt cất bước đi lên. Hỗn láo! Vệ sĩ nhà họ Diệp giống lên, không đợi Diệp Mạn ra lệnh, ông ta đã tung nắm đấm về phía Dương Thanh. Cút! Dương Thanh gầm lên một chữ, đồng thời giơ tay ra đỡ. Quỳnh! Hai nắm đấm va vào nhau, sức mạnh khổng lồ lập tức tỏa ra. Tiếng va đập trầm đục vang lên. Thịch, thịch, thịch. Vệ sĩ nhà họ Diệp liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Trông thấy Dương Thanh vẫn đứng sừng sững tại chỗ, mặt ông ta biến sắc, gương mặt méo mó vì đau đớn. Nếu còn tái phạm, giết không tha. Dương Thanh nhìn ông ta như đang nhìn một người chết, cảnh cáo một câu rồi cất bước rời đi. Diệp Mạn ngồi trong xe cũng sợ ngây người. Bà ta biết rõ thực lực của vệ sĩ bên cạnh mình vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay lại bị Dương Thanh đẩy lùi 7-8 bước chỉ với một đòn. Còn Dương Thanh như không có việc gì, ung dung bỏ đi. Bà chủ. Một lúc sau, vệ sĩ mới quay lại nghiêm giọng nói, thực lực của cậu ta cực mạnh, tôi kém xa cậu ta. Có khi nào chính là cậu ta? Quỳnh. Câu nói này như tiếng sấm rền vang bên tai Diệp Mạn, bà ta kinh hãi mặt mày xám xịt. Sao lại như vậy? 5 năm cậu ta biến mất không tra ra được tin tức gì. Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? 5 năm trước vẫn là một con chó thấp hèn, tại sao bây giờ lại có thực lực kinh người như vậy? Diệp Mạn nhủ thầm. Vệ sĩ nhà họ Diệp không lên tiếng, vẫn đang chìm trong kinh hãi. Có rất nhiều người mạnh hơn ông ta, chỉ tính trong nhà họ Diệp cũng không thiếu người có thể đánh bại ông ta. Nhưng ông ta vẫn không tin nổi mình bị một thằng nhóc chưa đến 30 tuổi một đòn đánh bại ở thành phố Giang Hải bé nhỏ này. Ông ta còn có cảm giác, Dương Thanh vẫn chưa dùng hết sức, nếu không thì ông ta đã ngỏm củ tỏi rồi. Chẳng lẽ mình sai thật rồi sao? Diệp Mạn bỗng có cảm giác đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, trong lòng chợt thấy hối hận. Một đấm đánh lui vệ sĩ của bà ta chắc chắn không phải người tầm thường, huống chi Dương Thanh còn trẻ như vậy. Lương Liên! Chuyện này tạm bỏ qua, đợi chúng ta làm xong việc chính rồi nói tiếp. Thoáng chốc, Diệp Mạn khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, dặn dò Lương Liên. Lương Liên gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, bà chủ, có lẽ chuyện này hơi khó khăn. Diệp Mạn cũng lo âu nói, đúng là rất khó. Nghe nói ngày đó cả nhà họ Hoàng và Hiệp hội Võ thuật đều nhúng tay mà vẫn thất bại. Lương Liên đáp, đúng vậy. Nghe nói nhà họ Hoàng muốn chiếm đoạt tỉnh Giang Bình mới liên hợp các gia tộc lớn tổ chức hội giao lưu sớm hơn dự kiến nhưng vẫn thất bại. Cả chi hội trưởng chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ thuật, Thạch Giang cũng đích thân ra mặt định kiếm một chén canh, kết quả tay trắng trở về. Cuối cùng có một người trẻ tuổi tên Thanh khí thế bá đạo đứng ra làm chủ, nghe nói Hoàng Trung còn bị ép quỳ xuống xin tha. Trên mặt Diệp Mạn tràn đầy lo lắng. Lần này gia tộc phái bà ta tới Giang Hải để gặp gỡ người đứng đầu tỉnh Giang Bình đang cực kỳ nổi tiếng. Dù không thể lôi kéo đối phương về nhà họ Diệp cũng phải nghĩ cách tạo quan hệ tốt. Một người trẻ tuổi được hơn 60-70 gia tộc của Giang Bình tôn lên làm người đứng đầu đáng để 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô làm quen. Bà chủ, chúng ta phải làm gì với cô chủ bây giờ? Lương Liên hỏi. Ánh mắt Diệp Mạn vô cùng phức tạp, im lặng hồi lâu, bà ta dần kiên định. Trầm giọng nói, dù sao trong người con bé vẫn chảy cùng dòng máu với tôi. Con bé nhất định phải nhận người mẹ này. Vừa rồi thằng nhóc Dương Thanh kia khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn kém xa người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nếu Tần Thanh Tâm có thể thành đôi với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, không chỉ có được cuộc sống hạnh phúc mà còn trợ giúp nhà họ Diệp chúng ta nắm quyền khống chế Giang Bình. Nghe vậy, Lương Liên thầm kinh hãi.
Ông ta rất rõ lần này nhà họ Diệp phái Diệp Mạn đến Giang Hải để gán ghép cô gái xinh đẹp nhất trong gia tộc với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nào ngờ bà ta lại muốn lợi dụng cơ hội này để gán ghép con gái mình với người đứng đầu Giang Bình. Lương Liên theo nhà họ Diệp nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy bọn họ quan tâm tới người trẻ tuổi nào như vậy. Bà chủ, phía gia tộc. Lương Liên sợ Diệp Mạn làm hỏng chuyện, có lòng nhắc nhở một câu. Nhưng ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Mạn chặn họng, ông nghĩ con gái của tôi thua kém Diệp Tiêu Điệp sao? Diệp Tiêu Điệp là người nhà họ Diệp chọn để dâng cho người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Cô ta mới 24 tuổi, dáng người hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp như hoa, nói là chim sa cá lặn cũng không quá lời. Vô số cậu chủ của các gia tộc hàng đầu Yến Đô đều yêu thích cô ta. Nhưng trước giờ Diệp Tiêu Điệp chưa từng ngó ngàng tới bọn họ. Trước kia, cô ta ỷ mình xinh đẹp, có tác dụng lớn với gia tộc nên vẫn luôn không chịu kết hôn vì lợi ích. Thế nhưng lần này, nhà họ Diệp không cho cô ta cơ hội từ chối. Có thể thấy nhà họ Diệp cực kỳ coi trọng người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vậy mà Diệp Mạn lại có ý đồ lợi dụng Tần Thanh Tâm. Nếu cô được người đứng đầu tỉnh Giang Bình coi trọng, địa vị của Diệp Mạn trong gia tộc sẽ lên như diều gặp gió. Lương Liên thấy bà ta tức giận, không dám nói gì thêm, tất cả đều nghe theo bà chủ. Nghe vậy sắc mặt Diệp Mạn mới tốt hơn một chút, chợt hỏi, nhưng người đứng đầu Giang Bình rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến tận bây giờ bà ta vẫn chưa biết thân phận thực sự của đối phương. Chỉ biết người đứng đầu tỉnh Giang Bình được chủ các gia tộc ở tỉnh Giang Bình gọi là cậu Thanh, tuổi chưa tới 30, người Giang Hải. Tên Thanh, chưa tới 30 tuổi, người Giang Hải. Có khi nào chính là Dương Thanh không? Lương Liên đột nhiên dè dặt hỏi. Cho tới lúc này, ông ta vẫn không quên được mình bị một đấm của Dương Thanh đẩy lui 7-8 bước. Mặc dù vừa rồi ông ta đã khinh địch nhưng sức mạnh khổng lồ của Dương Thanh vẫn khiến ông ta sợ hãi. Hung thủ là Dương Thanh. Diệp Mạn ngây người một lúc, liên tục lắc đầu, không thể nào. Chắc chắn không thể, liên tiếp phủ định hai lần chứng tỏ bà ta đang chột dạ. Bà ta không thể chấp nhận người trẻ tuổi vừa bị mình chửi bới khinh thường là người đứng đầu tỉnh Giang Bình được nhà họ Diệp coi trọng. Lương Liên thầm thở dài, không nói gì thêm. Tới nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ, tôi không tin gia tộc lớn nhất Giang Bình cũng không biết người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai. Diệp Mạn bực bội nói. Sáng sớm hôm nay vừa mới tới Giang Hải, bà ta đã đi gặp mấy gia tộc nhưng không ai dám tiết lộ người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai. Tất cả mọi người đều khôn khéo tỏ ra cung kính nhưng khi bà ta hỏi tới người đứng đầu tỉnh Giang Bình, ai cũng nói lảng sang chuyện khác. Ngoại trừ tin tức đã được công khai, bà ta không thu được bất cứ tin tức giá trị nào. Không phải các gia tộc này không biết tốt xấu, mà là ngày đó Dương Thanh đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng bọn họ. Người thừa kế nhà họ Hoàng bị ép quỳ xuống, bả vai cũng bị bóp nát. Huống chi chỉ là một người phụ nữ tới từ nhà họ Diệp. Hiện giờ, Dương Thanh đã tới trước cổng tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm tan làm. Chợt chuông điện thoại của anh reo lên. Cậu Thanh, tôi có chuyện cần báo. Quan Chính Sơn cung kính nói, người nhà họ Diệp trong 8 gia tộc hàng đầu Yến Đô đã tới nhà họ Quan hỏi thăm tin tức của cậu. Nghe vậy, Dương Thanh cảm thấy buồn cười hỏi thăm, người ông nói là một người đàn bà tên Diệp Mạn phải không? Đúng, chính là cô ta. Cô ta nói muốn gặp mặt cậu. Quan Chính Sơn đáp, có vẻ cô ta muốn lôi kéo quan hệ với cậu. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để lộ bất kỳ tin tức gì về cậu đâu. Tôi đã dặn dò các gia tộc khác, chắc sẽ không có người dám tiết lộ thân phận của cậu. Quan Chính Sơn nói thêm. Được, tôi biết rồi, Dương Thanh nói. Sau khi cúp máy, Dương Thanh cong môi nở nụ cười lạnh lẽo. Diệp Mạn ơi Diệp Mạn, nếu bà biết tôi chính là người đứng đầu Giang Bình bà vẫn đang tìm kiếm. Không biết bà sẽ thấy thế nào. Dương Thanh nhủ thầm. Vừa rồi anh đã bị Diệp Mạn chọc tức. Bỗng nhiên biết bà ta đang tìm mình, Dương Thanh chỉ cảm thấy cực kỳ hả giận. Nhưng nghĩ tới quan hệ của Diệp Mạn và Tần Thanh Tâm, sắc mặt của anh dần ảm đạm. Mình có nên nói cho Tâm biết không, Dương Thanh cảm thấy khó xử. Anh chợt đau lòng thay cho Thần Thanh Tâm, Châu Ngọc Thúy đã tổn thương cô quá nhiều. Mẹ ruột mãi mới chịu xuất hiện, vậy mà lại là bản mặt xấu xa kia. Khoảng thời gian này, tình cảm giữa anh và Tần Thanh Tâm đã cực kỳ sâu đậm. Nếu Diệp Mạn tìm Tần Thanh Tâm trước, Dương Thanh tin cô cũng không đồng ý rời xa mình. Với tính cách của cô,
rất có thể còn không thèm nhận Diệp Mạn là mẹ. Bản thân cô sẽ phải chịu đựng toàn bộ đau khổ. Hy vọng nhà họ Diệp không làm gì quá đáng. Dương Thanh híp mắt nói, quyết định tạm thời giấu sự thật. Bây giờ, Tần Thanh Tâm biết được chuyện này sẽ vô cùng đau lòng. Nhà họ Hàn của Giang Bình. Trong một tòa biệt thự độc lập, ông chủ Hàn, hôm nay tôi tới tìm ông để nhờ ông giúp đỡ. Diệp Mạn đi thẳng vào vấn đề. Hàn Khiếu Thiên cười nói, đến cả nhà họ Diệp cũng không làm được, tôi đây có tài đức gì có thể giúp được cô. Sắc mặt Diệp Mạn trở nên khó coi, nhưng đây là Giang Bình, bà ta không dám làm gì quá đáng. Ông chủ Hàn cứ nói đùa. Sau khi nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh bị xóa sổ, nhà họ Hàn đã trở thành gia tộc lớn nhất tại tỉnh Giang Bình. Có chuyện gì ông không làm được chứ? Diệp Mạn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hàn Khiếu Thiên chỉ cười không đáp, ung dung nhấp một ngụm trà. Ông cụ đã được quan chính sơn nhắc nhở Diệp Mạn sẽ tới tìm, đương nhiên biết rõ ý đồ của bà ta. Thấy Hàn Khiếu Thiên không nói gì, Diệp Mạn cũng im lặng nhìn chằm chằm ông cụ đang cúi đầu uống trà. Lương Liên đứng sau Diệp Mạn cũng lạnh lùng nhìn ông cụ. Bầu không khí hơi ngột ngạt nhưng dường như Hàn Khiếu Thiên không hề cảm giác được, vẫn thản nhiên ngồi trước bàn trà. Thời gian cứ thế trôi đi, hai phút sau vẫn không ai chịu lên tiếng. Cuối cùng Diệp Mạn không giữ được bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tôi chỉ muốn biết người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, người đứng đầu tỉnh Giang Bình chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Không biết tại sao cô lại hỏi vậy. Hàn Khiếu Thiên, ông đừng có vòng vo tam quốc với tôi. Nói đi, rốt cuộc người đứng đầu tỉnh Giang Bình là ai? Diệp Mạn lạnh lùng uy hiếp, nếu làm chậm trễ chuyện lớn của nhà họ Diệp, nhà họ Hàn các ông không gánh nổi tội đâu. Nhờ người phải biết khiêm nhường, cô hống hách như vậy sẽ không ai chịu giúp đâu. Hàn Khiếu Thiên ngừng cười, chậm rãi đặt chén trà xuống, lạnh giọng nói. Nhờ người. Diệp Mạn cười châm chọc, tức giận nói, một nhà họ Hàn bé nhỏ chưa đủ tư cách để tôi phải nhờ vả. Nếu vậy thì mời cô về cho. Hàn Khiếu Thiên thẳng thắn đuổi khách, không thèm coi Diệp Mạn ra gì. Hỗn xược. Lương Liên đứng sau Diệp Mạn gầm thét, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Hàn Khiếu Thiên, ông dám làm vậy với bà Diệp, có biết hậu quả là gì không? Đây là tỉnh Giang Bình, đây là nhà họ Hàn. Hàn Khiếu Thiên đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng lời nói của ông cụ như gáo nước lạnh tạt vào Diệp Mạn và Lương Liên. Diệp Mạn chỉ dẫn theo một mình Lương Liên, nhưng đây là gia tộc lớn nhất tỉnh Giang Bình. Dù không ai cản được Lương Liên nhưng nhà họ Hàn muốn giết Diệp Mạn lại dễ như trở bàn tay. Huống chi lần này Diệp Mạn được phái tới Giang Bình để lôi kéo người đứng đầu tỉnh Giang Bình, thậm chí là liên hôn. Nhà họ Hàn vẫn đứng sừng sững sau trận chiến lần trước, chứng tỏ có quan hệ không tồi với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nếu Diệp Mạn dám động tới Hàn Khiếu Thiên, chưa biết có khống chế được nhà họ Hàn hay không nhưng chắc chắn người đứng đầu tỉnh Giang Bình sẽ không tha cho bà ta. Được, được lắm. Diệp Mạn tức giận nghiến răng nghiến lợi, ông là người đầu tiên dám coi thường nhà họ Diệp chúng tôi. Dứt lời, trong đầu bà ta chợt hiện lên bóng người trẻ tuổi lạnh lùng bá đạo kia. Cậu ta cũng không hề coi trọng nhà họ Diệp, tâm trạng của Diệp Mạn cực sa sút, trước đó tìm bao nhiêu gia tộc ở Giang Hải cũng tốn công vô ích. Gặp Dương Thanh cũng bị coi thường. Bây giờ ở nhà họ Hàn lại như vậy. Bà ta bỗng hoài nghi, chẳng lẽ sức ảnh hưởng của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô ở Giang Bình yếu đến vậy sao? Không tiễn. Hàn Khiếu Thiên thản nhiên nói. Diệp Mạn giận dữ không làm được gì, căm tức lườm ông cụ rồi quay lưng bỏ đi. Nếu người nhà họ Diệp biết hôm nay bà ta đã gặp phải những chuyện gì, chắc chắn sẽ cười vỡ bụng. Nhưng bà ta cũng biết. Dù nhà họ Diệp phái người khác tới cũng không thay đổi được gì. Chủ gia tộc họ Diệp rất coi trọng người đứng đầu tỉnh Giang Bình, ra lệnh dù không thể liên hôn cũng phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với đối phương. Vậy nên bà ta mới bị vướng tay vướng chân, chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Mạn vừa rời đi, Hàn Khiếu Thiên lập tức gọi điện thoại báo cho Dương Thanh. Anh chỉ đáp lại một câu, làm tốt lắm. Bà ta đã coi thường anh còn muốn tìm gặp anh. Vậy thì phải cho bà ta nếm mùi đau khổ trước đã. Cùng lúc đó ở chi hội Giang Bình của Hiệp hội Võ Thuật. Một người đàn ông trung niên khí thế ngút trời tìm đến. Thạch Giang của chi hội Giang Bình nghênh đón ông Chín. Lý Nam của chi hội Giang Bình nghênh đón ông Chín. Dưới sự dẫn đầu của Thạch Giang và Lý Nam, mấy chục cao thủ thuộc chi hội Giang Bình lần lượt cúi người chào hỏi.
có thể thấy thân phận của người đến cao quý như thế nào. Em trai của tôi Ngưu Căn Sinh bị kẻ nào giết hại? Ông Chín lạnh lùng chất vấn Thạch Giang. Thạch Giang vội vàng đi lên, sợ sệt đáp, hung thủ tên là Dương Thanh, được gọi là người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Rửa sạch mối nhục. Ông Chín tên là Ngưu Căn Huy, anh ruột của Ngưu Căn Sinh, cũng là cao thủ xếp thứ 9 của Hiệp hội Võ Thuật nên được gọi là ông Chín. Trong Hiệp hội Võ Thuật có vô vàn cao thủ, vốn lấy võ thuật làm chủ. Ngưu Căn Huy được xếp thứ 9 trong Hiệp hội chứng tỏ năng lực của ông ta rất mạnh. Cao thủ ở cấp bậc như ông ta sẽ được đối đãi như khách quý ở bất kỳ gia tộc nào. Ông Chín, mặc dù chưa có chứng cứ chứng minh Dương Thanh giết chi hội phó Ngưu Căn Sinh nhưng tôi vẫn có thể xác định hung thủ chính là cậu ta. Thạch Giang nói rất khôn khéo. Lão ta biết nếu mình kiên quyết nói Dương Thanh giết Ngưu Căn Sinh, chắc chắn Ngưu Căn Huy sẽ đòi chứng cứ. Nhưng chuyện này vốn do lão ta đổ oan cho Dương Thanh, lấy đâu ra chứng cứ? Ngưu Căn Huy cau mày hỏi, ông không có chứng cứ sao? Ông Chín nghe tôi phân tích trước đã. Thạch Giang vội vàng giải thích, ở Giang Bình, thực lực của chi hội phó Ngưu Căn Sinh tương đương với tôi. Có thể nói ở đây không có ai đánh bại được ông ấy chứ đừng nói là giết. Tôi vẫn luôn điều tra hung thủ giết chi hội phó, nhưng tuần trước, tôi đã gặp được một người trẻ tuổi có thực lực kinh người. Cậu ta tên là Dương Thanh, mới 27 tuổi nhưng võ thuật cao cường, đến cả Hoàng Trung người thừa kế nhà họ Hoàng của Yến Đô cũng bị cậu ta ép quỳ xuống xin tha trước mặt mọi người. Vệ sĩ của Hoàng Trung bị Dương Thanh quát một tiếng liền sợ không dám nhúc nhích, trơ mắt đứng nhìn chủ nhân bị sỉ nhục. Không chỉ vậy, đến cả tôi cũng bị cậu ta khinh thường, chẳng coi Hiệp hội Võ Thuật ra gì. Cậu ta còn tuyên bố, Hiệp hội Võ Thuật là một đám vô dụng, cậu ta có thể giết như giết chó. Ngoài ra, trước đó có một con khốn phản bội hiệp hội cũng nương nhờ cậu ta. Tôi phái ba cao thủ truy giết con khốn đó đều bị Dương Thanh giết chết. Thạch Giang căm giận nói. Lời nói của lão ta thật giả lẫn lộn, độ tin cậy rất cao. Ngưu Căn Huy nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, dữ tợn nói, dám khinh thường hiệp hội võ thuật, đúng là ngông cuồng. Ông Chín, tôi thực sự không thể đấu lại cậu ta nên mới xin Tổng hội tăng cường cao thủ, không ngờ lại là ông Chín. Thạch Giang cung kính nịnh nọt, ông Chín ra tay, thằng nhãi kia có giỏi đến đâu cũng chỉ còn một con đường chết. Ngưu Căn Sinh lạnh lùng nhìn lão ta, đừng giở trò gì trước mặt tôi. Nếu em trai tôi thực sự bị thằng nhóc kia hại chết như ông nói, chắc chắn tôi sẽ tự tay báo thù rửa hận. Nhưng nếu để tôi biết ông đang lừa tôi, ông có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu. Ngưu Căn Huy tỏa ra sát khí mãnh liệt. Thạch Giang vô cùng sợ hãi, nhưng giây phút xin tiếp viện từ Tổng hội. Lão ta đã đoán trước được điều này. Ông Chín, tất cả đều là sự thật, tôi không có gan giấu giếm, Thạch Giang chân thành cam đoan. Trong cái rủi có cái may. Sự tồn tại của Dương Thanh là chướng ngại lớn nhất cản trở lão ta chiếm đoạt Giang Bình. Chỉ cần Ngưu Căn Huy có thể kết liễu Dương Thanh, chiếm lấy Giang Bình sẽ dễ như trở bàn tay. Địa vị của lão ta trong Hiệp hội Võ Thuật cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nơi cuối cùng em trai tôi tới là đâu? Ngưu Căn Huy đột nhiên hỏi. Ở Hiệp hội Võ Thuật, mỗi lần ra ngoài làm việc đều được ghi ghép lại. Thạch Giang vội vàng đáp, nhà họ Ngụy ở Giang Hải. Nhà họ Ngụy. Ngưu Căn Huy híp mắt, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, lập tức nói, chuẩn bị xe đưa tôi đến nhà họ Ngụy. Vâng. Thạch Giang mừng thầm. Nhìn theo chiếc Rolls Royce chậm rãi rời khỏi chi hội, Thạch Giang mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi lấy lại tinh thần. Lão ta phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Chi hội trưởng yên tâm, chắc chắn Ngưu Căn Huy sẽ không tha cho thằng nhóc kia đâu. Lý Nam cười híp mắt nói, mặc dù chúng ta không có chứng cứ nhưng ở Giang Bình, Dương Thanh là người duy nhất có khả năng lấy mạng Ngưu Căn Sinh. Mong là vậy, Thạch Giang thở dài nói. Lão ta vẫn rất lo lắng. Nếu chuyện vụ oan giá họa lần này thành công, lão ta có thể dễ dàng chiếm được Giang Bình, nâng cao địa vị trong Hiệp hội Võ Thuật. Nhưng nếu như thất bại, đừng nói là hiệp hội, Ngưu Căn Huy cũng sẽ không bỏ qua cho lão ta. Hiện giờ nhà họ Ngụy ở Giang Hải đèn đuốc sáng trưng. Chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Thành Châu ngồi trong phòng làm việc của một khu biệt thự cao cấp. Một tờ giấy tuyên thành cao cấp được trải trên mặt bàn. Ngoại trừ Ngụy Thành Châu, trong phòng còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Lúc này Ngụy Thành Châu đang cầm một cây bút lông sói viết ra từng nét bút cứng cáp trên mặt giấy.
bốn chữ lớn Thượng Thiện Nhược Thủy nhanh chóng hiện ra. Ông nội, thư pháp của ông ngày càng đẹp, mấy nghệ nhân thư pháp nổi tiếng cũng không sánh bằng. Cô gái xinh đẹp bên cạnh vừa cặm cụi mài mực vừa sùng bái nhìn Ngụy Thành Châu. Ngụy Thành Châu cười nói, Minh Nguyệt, cháu không thể dối gạt lương tâm khen ông vậy được. Ông tự biết trình độ của mình đến đâu mà. Cô gái này chính là Ngụy Minh Nguyệt, bố cô ta Ngụy Hổ là con trai cả của Ngụy Thành Châu. Từ khi Ngụy Sâm và Ngụy Tường chết, Ngụy Thành Châu chỉ còn lại một đứa con trai là Ngụy Hổ, cũng vô cùng yêu thương Ngụy Minh Nguyệt. Ngụy Minh Nguyệt cười đáp, trong mắt cháu, thư pháp của ông nội lợi hại hơn đám người tự xưng là nghệ nhân thư pháp kia nhiều. Ngụy Thành Châu cười to vài tiếng, cưng chiều nhìn cô ta. Lão ta chợt nghĩ tới một chàng trai trẻ cực kỳ xuất chúng. Lại nhìn sang Ngụy Minh Nguyệt, thấy tuổi tác hai người chênh lệch không lớn, lão ta thầm nghĩ nếu có một đứa cháu rể như cậu ta thì tốt biết mấy. Lão ta cũng không cần lo lắng đời sau không có người thừa kế. Ông nội đang nghĩ gì vậy? Ngụy Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Ngụy Thành Châu bỗng nhiên lên tiếng, cháu cũng chứng kiến chuyện trong hội giao lưu ở khách sạn Trung Châu, cháu thấy Dương Thanh thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Minh Nguyệt trở nên cứng đờ, cảm xúc phức tạp. Cô ta nhớ lại những lần chạm mặt Dương Thanh. Lần đầu tiên, cô ta muốn thoát khỏi hôn nhân với nhà họ Trang, không thèm hỏi ý kiến Dương Thanh đã nhào vào ngực anh, bắt anh giả làm bạn trai mình. Nào ngờ Dương Thanh không thèm nể mặt, lạnh lùng đẩy cô ta ra trước mặt mọi người, khiến cô ta sinh lòng căm hận. Lần thứ hai cô ta đi ăn cơm với một tên trai bao là sinh viên đại học thể thao, vì ghen ghét Hạ Hà xinh đẹp nên cố ý gây phiền phức cho Hạ Hà. Dương Thanh mạnh mẽ dọa tên trai bao chạy mất dép, ép cô ta tự vả trước mặt mọi người. Khiến nỗi thù hận của cô ta càng thêm sâu đậm. Lần thứ ba, Dương Thanh xuất hiện tại nhà họ Ngụy, ra tay đánh người nhà họ Ngụy, Dương Thanh còn dễ dàng đối phó được với Ngưu Can Sinh của Hiệp hội Võ Thuật nữa. Mặc dù không biết kết quả thắng thua giữa hai người họ nhưng cô ta vẫn cảm thấy quá kỳ quái. Rõ ràng hai người đánh nhau trong biệt thự của Ngụy Thành Châu, nhưng sau đó chỉ một mình Dương Thanh đi ra, không thấy Ngưu Can Sinh đâu cả. Ngụy Thành Châu nói với người trong gia tộc là Ngưu Can Sinh bỏ đi rồi. Tuy cô ta không biết kết quả nhưng có thể đoán được, có lẽ Ngưu Can Sinh đã chết dưới tay Dương Thanh. Cô ta vẫn rất hận Dương Thanh, nhưng cũng hiểu cả đời này không có cơ hội rửa sạch mối nhục. Lần thứ tư là ở hội giao lưu. Khi thấy Dương Thanh bị người nhà họ Hoàng nhằm vào, cô ta vô cùng kích động. Dù không thể tự tay trả thù nhưng được tận mắt chứng kiến Dương Thanh bị lấy mạng cũng rất sảng khoái. Nào ngờ Dương Thanh quá mạnh mẽ, dám ép người thừa kế của nhà họ Hoàng quỳ xuống trước mặt mọi người. Lúc ấy, cô ta mới ý thức được Dương Thanh khủng bố cỡ nào, chỉ sợ đời này không còn cơ hội trả thù nữa. Bây giờ Ngụy Thành Châu lại hỏi cô ta thấy Dương Thanh thế nào, sao cô ta không nghe ra được ý tứ của lão ta. Ông nội, anh ta rất lợi hại, trẻ như vậy đã trở thành người đứng đầu tỉnh Giang Bình, có lẽ Hiến Đô cũng không có ai được như vậy. Ngụy Minh Nguyệt đánh giá rất đúng trọng tâm. Ngụy Thành Châu mỉm cười, đột nhiên nghiêm túc nhìn cô ta, nếu cháu có cơ hội trở thành người phụ nữ của cậu ta, cháu có đồng ý không? Nghe vậy, Ngụy Minh Nguyệt kinh ngạc tột độ. Ông nội, cháu. Cô ta chưa kịp nói hết câu, gió lớn chợt nổi lên. Rầm. Sau tiếng động thật lớn, cửa biệt thự bị đá bay. Xảy ra chuyện gì vậy? Mặt Ngụy Thành Châu biến sắc. Vội đặt bút lông xuống chạy ra khỏi phòng sách. Khi đến phòng khách, lão ta trông thấy một người đàn ông trung niên khí thế ngút trời đang đứng giữa phòng. Mấy chục cao thủ nhà họ Ngụy đều bao vây ông ta. Trên người ông ta tỏa ra sát khí mãnh liệt, không một ai dám xông lên tấn công. Cảm giác như đang đối mặt với ác ma đến từ địa ngục khiến bọn họ sợ chết khiếp. Cậu là ai? Sao dám xông vào nhà họ Ngụy lúc nửa đêm? Mặc dù hoảng sợ nhưng Ngụy Thành Châu vẫn tức giận hét lớn. Ông là chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Thành Châu à? Giọng nói của người đàn ông trung niên như tiếng sấm rền vang bên tai Ngụy Thành Châu. Rốt cuộc cậu là ai? Ngụy Thành Châu nghiêm mặt hỏi. Cao thủ như ông ta khiến Ngụy Thành Châu thấy rợn tóc gáy. Ngưu Căn Huy của Hiệp hội Võ Thuật. Người đàn ông trung niên lên tiếng đáp. Ánh mắt ông ta lóe lên sát khí mãnh liệt. Híp mắt nói, Ngưu Can Sinh là em trai tôi. Nơi cuối cùng nó xuất hiện là ở nhà họ Ngụy. Nói cho tôi biết ai đã giết nó. Ngưu Can Huy tức giận quát lớn, mấy chục cao thủ nhà họ Ngụy đang bao vây đều hoảng sợ lùi lại. Ai cũng trợn trừng hai mắt,
một tiếng quát lui nhiều cao thủ như vậy, ông ta là người sao? Nghe thấy đối phương xưng là Ngưu Căn Huy, Ngụy Thành Châu đã sợ hết hồn. Lão ta chợt nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ở nhà họ Ngụy. Bây giờ chỉ cảm thấy hối hận không dứt. Mặc dù Ngưu Căn Sinh bị Dương Thanh giết nhưng người xử lý thi thể là nhà họ Ngụy. Nếu chuyện này bại lộ, nhà họ Ngụy cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Đúng là chi hội Phó Căn Sinh từng tới nhà họ Ngụy nhưng đã rời đi ngay lập tức. Tôi không biết chuyện xảy ra sau đó nữa, Ngụy Thành Châu đáp. Nhưng Ngụy Minh Nguyệt đứng sau lưng lão ta lại sáng bừng hai mắt. Đây là hy vọng duy nhất để cô ta rửa sạch mối nhục. Giết hay là mời chào? Ngưu Căn Huy cau mày, sát khí nổi lên. Nó tới nhà họ Ngụy để làm gì? Ngưu Căn Huy chất vấn. Nhà họ Ngụy vẫn luôn nhờ cậy hiệp hội võ thuật. Lần này chúng tôi gặp phải phiền phức lớn, không xử lý được nên mới xin hiệp hội võ thuật giúp đỡ. Chi hội Phó Căn Sinh được phái tới. Chi hội Phó Căn Sinh vẫn không phải đối thủ của đối phương, sau khi bị thương tự biết không đấu lại được, tức giận bỏ đi rồi. Sau đó chi hội Phó đi đâu, xảy ra chuyện gì, nhà họ Ngụy hoàn toàn không biết. Ngụy Thành Châu bình tĩnh nói. Lão ta sớm biết sẽ có một ngày hiệp hội võ thuật sẽ tới điều tra chân tướng. Chỉ không ngờ đối phương lại là anh trai của Ngưu Căn Sinh. Trong khí thế của ông ta có lẽ không phải là người của chi hội Giang Bình. Vậy thì ông ta chỉ có thể đến từ Tổng hội của Hiệp hội Võ thuật. Một cao thủ của Tổng hội Hiệp hội Võ thuật có thể hủy diệt toàn bộ nhà họ Ngụy. Ngụy Thành Châu tỏ ra trấn tĩnh nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu, sợ không qua mắt được đối phương sẽ hại cả nhà họ Ngụy. Không thể nào. Ngưu Căn Huy nói, tôi biết rõ thực lực của Ngưu Căn Sinh đến đâu, toàn bộ Giang Bình này, ngoài Thạch Giang còn ai đánh lại được nó. Không chỉ đánh bại còn đánh nó bị thương, sao có thể như vậy được? Ngưu Căn Huy tức giận chất vấn, Ngụy Thành Châu, tốt nhất ông đừng lừa gạt tôi, nếu không hôm nay sẽ là ngày nhà họ Ngụy bị xóa sổ. Tôi nói đều là sự thật, cậu không tin tôi cũng hết cách. Ngụy Thành Châu thản nhiên đáp, không hề bị Ngưu Căn Huy dọa sợ. Lão ta hiểu rõ nếu lúc này tỏ ra e sợ sẽ cho đối phương lý do hủy diệt nhà họ Ngụy. Ngưu Căn Huy không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Thành Châu như đang đánh giá lão ta có đang nói thật hay không. Ai đã đánh bại và khiến thằng Sinh bị thương, Ngưu Căn Huy vẫn tin lời Ngụy Thành Châu. Ông ta cực kỳ chấn động, không ngờ ở tỉnh Giang Bình cũng có cao thủ đánh bại được Ngưu Căn Sinh. Cậu ta tên là Dương Thanh. Ngụy Thành Châu lên tiếng nói. Dương Thanh. Ngưu Căn Huy kinh ngạc hỏi, chính là thằng nhóc hơn 20 tuổi mới được xưng là người đứng đầu tỉnh Giang Bình sao? Ngụy Thành Châu vô cùng kinh hãi, không ai dám tiết lộ tin tức về người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nhưng Ngưu Căn Huy lại biết đó chính là Dương Thanh. Dù vậy, lão ta đã không còn lý do phản bác, chỉ có thể gật đầu nói, đúng, chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, Dương Thanh. Lần này, Ngưu Căn Huy không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đó Thạch Giang đã nói người giết được Ngưu Căn Sinh chỉ có thể là một người hơn 20 tuổi tên Dương Thanh. Bây giờ Ngụy Thành Châu lại nói Dương Thanh không chỉ đánh bại mà còn khiến Ngưu Căn Sinh bị thương, đương nhiên ông ta sẽ không hoài nghi. Nhưng ông ta rất kinh ngạc, một người mới hơn 20 tuổi đánh bại một chi hội phó của Hiệp hội Võ thuật, thực lực này đủ tư cách xếp hạng cao tại Tổng hội. Còn trẻ như vậy đã có thực lực kinh người, chắc chắn không phải người thường. Cái chết của Ngưu Căn Sinh thực sự có liên quan tới cậu ta sao? Ngưu Căn Huy thấy hơi mâu thuẫn. Với cao thủ có tiềm lực khổng lồ như vậy, ông ta nên lôi kéo về phe mình mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu đối phương là hung thủ giết Ngưu Căn Sinh, ông ta sẽ phải làm gì? Giết? Hay là mời chào? Cả phòng khách đều chìm vào yên tĩnh. Khí thế trên người Ngưu Căn Huy quá khủng bố, mấy chục cao thủ nhà họ Ngụy đều không dám thở mạnh. Ngụy Thành Châu nơm nớp lo sợ, chỉ cần chống đỡ được lần này. Nhà họ Ngụy sẽ thoát khỏi liên quan tới cái chết của Ngưu Căn Sinh. Cậu ta đang ở đâu? Im lặng một lúc, Ngưu Căn Huy chợt lên tiếng hỏi. Ngụy Thành Châu thở phào nhẹ nhõm, thành thật nói, dinh thự Vân Phong, biệt thự cao nhất trên núi Cửu Thành. Nghe vậy, Ngưu Căn Huy quay người rời đi, chỉ thấy gạch đá cẩm thạch dưới mỗi bước chân của ông ta đều nổ tung. Sau hơn chục bước chân, mặt đất bị phá tơi bời. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt. Trên đời này thực sự có cao thủ mạnh tới mức bước một bước có thể đạp nát gạch đá cẩm thạch cứng rắn sao? Xin ông Căn Huy dừng bước. Nói ra chân tướng. Thấy Ngưu Căn Huy sắp rời khỏi,
Ngụy Minh Nguyệt vốn đang do dự sau lưng Ngụy Thành Châu bỗng nhiên hét lên. Minh Nguyệt! Ngụy Thành Châu lập tức hoảng sợ. Vừa nãy khi hỏi cô ta thấy Dương Thanh thế nào, lão ta đã cảm giác được cô ta hận Dương Thanh. Lão ta cũng hiểu được tại sao Ngụy Minh Nguyệt lại hận Dương Thanh. Nhưng lão ta không ngờ đứa cháu gái này điên cuồng muốn trả thù tới vậy. Chẳng lẽ nó không biết một khi chân tướng bại lộ sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cỡ nào sao? Ngưu Căn Huy lập tức dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngụy Minh Nguyệt. Chuyện gì? Giọng nói của ông ta như tiếng chuông đồng chói tai. Ngày đó sau khi chi hội Phó Căn Sinh rời đi, Dương Thanh đã đuổi theo truy giết. Tuy tôi không tận mắt chứng kiến nhưng thực lực của anh ta rất mạnh, có khả năng lấy mạng chi hội Phó Căn Sinh nhất. Ngụy Minh Nguyệt cắn răng nói, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Cô ta không nói ra suy đoán của mình, tự bịa ra lý do khác. Nghe vậy, Ngụy Thành Châu mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Hiện giờ Ngụy Minh Nguyệt đang đi trên dây, chỉ cần sơ ý sẽ đẩy cả nhà họ Ngụy xuống vực sâu. Bản thân cô ta cũng sẽ chịu kết cục thịt nát xương tan. Đúng lúc này, Ngưu Căn Huy đang đứng ở cửa phòng khách thoáng chốc xuất hiện trước mặt Ngụy Minh Nguyệt. Bốp! Ông ta bóp chặt cổ Ngụy Minh Nguyệt, ông ta dùng sức giơ cả người cô ta lên cao. Cảnh tượng này khiến tất cả sợ ngây người. Mặt mũi Ngụy Minh Nguyệt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Cô ta không ngừng giãy giụa nhưng đối phương là cao thủ xếp thứ 9 của Tổng hội Hiệp hội Võ thuật, sao có thể để cô ta trốn thoát? Ngụy Thành Châu chết sững người, vội vàng cầu xin, xin cậu Căn Huy nương tay. Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có nói sai điều gì xin cậu tha thứ. Ngưu Căn Huy không thèm nhìn lão ta, ngẩng đầu nhìn lên Ngụy Minh Nguyệt, sát khí dâng trào trong đáy mắt, có biết hậu quả của việc lợi dụng tôi không? Ông ta là người cầm quyền xếp thứ 9 trong Hiệp hội Võ thuật, sao có thể là một kẻ ngu ngốc? Mặc dù không nhận ra Ngụy Thành Châu cũng đang lừa gạt mình nhưng ông ta vẫn nhìn ra được sự dối trá từ ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt. Trong mắt cô ta chỉ có thù hận điên cuồng. Rõ ràng cô ta có ân oán với Dương Thanh, muốn đổ oan cho anh để mượn tay Ngưu Căn Huy trả thù cho mình. Ông ta đã nhìn thấy hết thảy trong mắt cô ta. Ngưu Căn Huy là người nắm quyền trong Hiệp hội Võ thuật, sao có thể mắc lừa một đứa con gái? Ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt tràn đầy sợ hãi và cầu xin. Hiện giờ, cô ta không thể thở nổi. Cảm giác ngạt thở và đau đớn trên cổ khiến cô ta sống không bằng chết. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy cái chết ở gần mình đến vậy. Thế nhưng thù hận đối với Dương Thanh chẳng hề yếu đi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Nếu không tại Dương Thanh, sao cô lại bị Ngưu Căn Huy bóp cổ? Thấy Ngụy Minh Nguyệt sắp toi mạng, Ngưu Căn Huy mới chịu buông tay. Quỳnh! Ngụy Minh Nguyệt ngã nhào trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Cô ta không muốn chịu đựng cảm giác đứng bên bờ vực chết chóc thêm một lần nào nữa. Cô biết Ngưu Căn Sinh chết như thế nào, phải không? Ngưu Căn Huy hờ hững nhìn Ngụy Minh Nguyệt, hung dữ uy hiếp, nếu cô dám gạt tôi một chữ, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Bộp! Dứt lời, Ngưu Căn Huy giẫm thật mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển, nơi ông ta giẫm xuống bị sụt xuống. Mọi người thấy vậy đều sợ chết khiếp. Nếu bị giẫm phải, còn ai sống sót nổi? Ngụy Thành Châu mặt mày xám xịt, chỉ cần Ngụy Minh Nguyệt nói ra chân tướng, đêm nay sẽ là ngày tận thế của nhà họ Ngụy. Còn Ngụy Minh Nguyệt cũng hết đường sống. Minh Nguyệt, cháu đừng nói lung tung, lỡ chọc giận cậu Căn Sinh, cháu không gánh nổi hậu quả đâu. Ngụy Thành Châu cố ý nhắc nhở. Câm miệng. Ngưu Căn Huy giống lên, nháy mắt xông tới trước mặt lão ta. Bốp, một bàn tay vung ra, Ngụy Thành Châu bị tát bay ra xa mấy mét. Nặng nề rơi xuống đất. Bây giờ cô có thể nói ra toàn bộ chân tướng được rồi. Ngưu Căn Huy nhìn chằm chằm Ngụy Minh Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Chìm trong mưa máu. Nhìn sang Ngụy Thành Châu nằm lăn lóc không rõ sống chết, Ngụy Minh Nguyệt hoảng sợ tột độ. Không phải cô ta không biết nếu chân tướng cái chết của Ngưu Căn Sinh bại lộ, nhà họ Ngụy sẽ gặp phải tai họa khủng khiếp như thế nào. Thế nhưng cô ta đã hận Dương Thanh đến tận xương tủy. Cho dù cô ta biết hiện giờ địa vị của anh đã vượt xa tưởng tượng của mình, hoặc có lẽ anh đã quên mất sự tồn tại của cô ta. Nhưng mỗi lần nhớ lại Dương Thanh khiến cô ta nhục nhã, nhất là khi bắt cô ta tự vả trong nhà hàng trước mặt tất cả mọi người, thù hận của cô ta càng dâng lên cuồn cuộn. Tôi. Ngụy Minh Nguyệt nhìn Ngưu Căn Huy, lắp bắp không nói nên lời. Cơ thể cô ta cũng run lẩy bẩy. Trước mặt Ngưu Căn Huy,
cô ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Đối phương muốn giết cô dễ như giẫm chết một con kiến. Nói, Ngưu Căn Huy quát lớn, tiếng quát sắc bén đâm thẳng vào linh hồn Ngụy Minh Nguyệt. Hôm đó Dương Thanh và Chi hội Phó Căn Sinh đã đánh nhau trong tòa biệt thự này. Ông nội tôi cũng có mặt, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 5 phút sau khi bọn họ đi vào, chỉ có ông nội tôi và Dương Thanh đi ra, Chi hội Phó Căn Sinh không hề xuất hiện. Ông nội tôi dặn mọi người, bất kỳ ai hỏi tới đều phải nói là Chi hội Phó Căn Sinh không đánh lại Dương Thanh nên bỏ đi. Tôi nghi ngờ Chi hội Phó Căn Sinh đã chết dưới tay Dương Thanh ngay trong ngày hôm đó rồi. Ngụy Minh Nguyệt không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ suy đoán của mình. Ào! Cô ta vừa dứt lời, Ngưu Căn Huy lập tức tỏa ra sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí đó càn quét bốn phía như ném tảng đá khổng lồ xuống biển gây ra thủy triều dữ dội. Cao thủ nhà họ Ngụy ở trong biệt thự như một con thuyền lá yếu ớt trôi nổi trên đại dương bao la. Ai cũng có cảm giác bị thú dữ rình rập, tim đập thình thịch. Dương Thanh, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Hai mắt Ngưu Căn Huy đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng rồi biến mất. Dầm. Khi mọi người kịp phản ứng lại, ông ta đã đạp xuống ngay tim Ngụy Thành Châu. Lão ta đang hôn mê lập tức tắt thở. Người nhà họ Ngụy đều kinh hãi, chủ nhà họ Ngụy trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải lại bị người ta giẫm chết. Từ xưa đến nay có mấy ai phải chết nhục nhã như vậy. Sau đêm nay, nhà họ Ngụy không còn tồn tại, Ngưu Căn Huy gằn giọng quát rồi lại biến mất. Mỗi lần xuất hiện trước mặt một người nhà họ Ngụy, ông ta sẽ tung nắm đấm hoặc đá một cái. Từng mạng người nhà họ Ngụy đều bị lấy đi. Ngụy Minh Nguyệt trơ mắt chứng kiến hết thảy, bất lực ngồi sụp xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. Trừ cô ta ra, đám người nhà họ Ngụy vừa mới sống sờ sờ đã bỏ mạng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Đúng là ác ma đến từ địa ngục. Nhưng tất cả đều tại cô ta. Nếu cô ta không âm mưu mượn tay Ngưu Căn Huy trả thù Dương Thanh, sao có thể xảy ra chuyện này? Ông nội yêu thương cô ta nhất đã chết, bố cô ta cũng không còn, từng gương mặt quen thuộc đều lần lượt ngã xuống. Chính sự ích kỷ của cô ta đã gây ra mọi chuyện. Ông ơi, xin ông nể tình tôi thành thật khai báo, hãy tha chết cho tôi. Trông thấy đôi mắt đỏ sậm của Ngưu Căn Huy nhìn mình, Ngụy Minh Nguyệt vội vàng dập đầu xuống, sợ hãi cầu xin. Ngưu Căn Huy tiện tay ném một cục đá nhỏ bằng ngón út. Ngụy Minh Nguyệt lập tức im bặt, máu phun ra giữa trán như đóa hoa nở rộ. Cô ta chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Một ả bị hận thù làm mờ mắt. Tôi đã diệt cả nhà cô, sao có thể để cô sống sót? Ngưu Căn Huy lạnh lùng nói rồi cất bước rời đi. Đến khi những người còn lại trong gia tộc họ Ngụy chạy tới, chỉ thấy bên trong biệt thự la liệt xác chết, máu chảy thành sông. Cả nhà họ Ngụy đều chìm trong mưa máu. Khiêu khích trắng trợn. Ngụy Thành Châu có 3 đứa con trai, 2 đứa chết từ trước, đứa còn lại cũng vừa mới bị Ngưu Căn Huy lấy mạng. Giờ đây nhà họ Ngụy chỉ còn mấy người con cháu vô dụng. Dậu đổ bìm leo, những người vừa tới sau vốn dĩ là đến để chi viện cho nhà họ Ngụy. Khi biết Ngụy Thành Châu đã chết, tất cả rơi vào tình trạng hỗn chiến, tài sản nhà họ Ngụy bị cướp đoạt sạch sẽ. Không ai ngờ tới nhà họ Ngụy từng oanh liệt một thời lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, tin tức nhà họ Ngụy diệt vong nhanh chóng truyền ra khắp Giang Bình. Các gia tộc khác đều bàng hoàng kinh hãi. Nhà họ Ngụy bị xóa sổ một cách bí ẩn, mấy gia tộc lớn còn lại trong Giang Bình còn mấy nhà có thể đứng vững. Điều ngạc nhiên hơn cả chính là, hiện giờ người đứng đầu tỉnh Giang Bình đã xuất hiện mà vẫn có người chạy tới diệt sạch nhà họ Ngụy. Rõ ràng đang đối đầu với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Trong phòng chủ tịch của chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh tại Giang Hải. Dương Thanh đang ngồi xem video trên màn hình máy tính để bàn. Trên sofa còn một gương mặt già nua. Ông cụ chính là chủ nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên. Đợi Dương Thanh xem xong, ông cụ mới lên tiếng, cậu Thanh cũng thấy rồi đó, kẻ hủy diệt nhà họ Ngụy là một cao thủ cực mạnh. Ánh mắt của Dương Thanh cũng trở nên nghiêm trọng. Video vừa rồi ghi lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong biệt thự của Ngụy Thành Châu vào đêm qua. Do Hàn Khiếu Thiên tìm được. Đáng tiếc là độ phân giải của video quá thấp, hình ảnh rất mơ hồ, cũng không có âm thanh. Nhưng như vậy cũng đủ chứng minh thực lực của người đàn ông trung niên mặc sườn xám nam kia vô cùng mạnh mẽ. Ông thấy thế nào? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hàn Khiếu Thiên đáp,
trừ các vệ sĩ hàng đầu trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chỉ còn hiệp hội võ thuật mới có cao thủ như vậy, hơn nữa còn là người có địa vị cực cao. Tôi cho rằng, người trong video đến từ hiệp hội võ thuật. Chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật thường xuyên qua lại với nhà họ Ngụy. Lần này chắc chắn bọn họ đã làm gì chọc giận tới hiệp hội võ thuật nên mới gặp phải tai họa. Nhưng tôi nghĩ rất có thể đối phương tới vì cậu. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên lo lắng nhìn Dương Thanh. Dương Thanh vốn cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc là ai muốn hủy diệt nhà họ Ngụy. Sau khi nghe Hàn Khiếu Thiên phân tích, anh đã nhớ lại một số chuyện. Lúc trước anh đã giết một chi hội phó của hiệp hội võ thuật ở nhà họ Ngụy còn giúp anh xử lý thi thể. Xem ra chuyện này đã bị bại lộ. Nếu không anh thực sự không nghĩ ra chuyện nào khác có thể khiến cao thủ mạnh như vậy tự mình tới xóa sổ nhà họ Ngụy. Không cần đoán nữa, chắc chắn là do hiệp hội võ thuật làm, đối phương cũng đang nhằm vào tôi. Dương Thanh bình tĩnh nói. Vậy thì phải làm sao? Hàn Khiếu Thiên lo sợ nói, với thực lực này, có lẽ người kia có địa vị rất cao trong hiệp hội võ thuật, có lẽ chi hội trưởng chi hội Giang Bình cũng không sánh bằng. Bị hiệp hội võ thuật để mắt tới là một phiền phức rất lớn. Mặc dù Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Thanh nhưng sau khi xem đoạn video vừa rồi, ông cụ cũng không dám chắc chắn. Thực lực của đối phương quá khủng khiếp, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ông cụ. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu đối phương đã nhằm vào tôi nhưng lại không lập tức tìm tới sau khi diệt nhà họ Ngụy, chứng tỏ cũng đang e ngại gì đó. Bây giờ chúng ta cứ chờ đợi. Bất kể kẻ nào có can đảm tới tìm tôi sẽ khiến cho kẻ đó một đi không trở lại. Dương Thanh bá đạo nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Anh là tướng quân của biên giới phía Bắc, sao có thể bị một thế lực võ thuật muốn giết liền giết được? Nếu thực sự dễ chết như vậy, Dương Thanh cũng không có tư cách tự xưng là chiến thần bất bại. Hàn Khiếu Thiên vốn không yên tâm, nghe Dương Thanh nói vậy liền biết anh có năng lực đối phó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong lòng ông cụ vẫn chưa hết lo lắng. Chủ tịch, có người gửi thư mời, nói có chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc, muốn anh phải tự mình tới. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Nữ thư ký xinh đẹp cầm theo tấm thiệp mời thiếp vàng, cung kính đưa cho Dương Thanh rồi lập tức ra ngoài. Hiệp hội võ thuật. Ngoài bìa thiệp mời là 4 chữ lớn được viết theo phong cách cổ xưa. Cậu Dương Thanh. 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 tổ chức hội võ Giang Bình tại nhà thi đấu tỉnh Lỵ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Trân trọng mời cậu tới tham dự, chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật. Thiệp mời viết rõ ràng rành mạch lại khiến Dương Thanh cảm thấy khí thế ngạo nghễ đập vào mặt. Trong hội giao lưu lần trước, anh đã được tôn làm người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vậy mà giờ đây chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật lại muốn dùng võ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Rõ ràng là đang trắng trợn khiêu khích Dương Thanh. Như đã từng quen biết. Hàn Khiếu Thiên đọc xong thiệp mời, lập tức giận dữ mắng chửi, khốn kiếp. Từ bao giờ đến lượt hiệp hội võ thuật làm chủ ở Giang Bình? Dương Thanh vẫn bình tĩnh như không hề ngạc nhiên, híp mắt nói, các người đã muốn chết, tôi sẽ cho các người toại nguyện. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên giật mình vội vàng khuyên nhủ, cậu Thanh, với địa vị của cậu đâu cần phải tự ra mặt đấu với hiệp hội võ thuật. Trong các gia tộc ở Giang Bình chỉ có Hàn Khiếu Thiên biết được thân phận thật sự của anh. Xem xong video nhà họ Ngụy bị hủy diệt, ông cụ đột nhiên thấy lo cho Dương Thanh. Thế nhưng ông cụ biết rõ, đừng nói là một cao thủ của hiệp hội võ thuật, dù là hội trưởng cũng không phải đối thủ của anh. Trong lòng mọi chiến sĩ ở biên giới phía Bắc, tướng quân chính là thần. Một cao thủ tới từ hiệp hội võ thuật làm gì có tư cách đọ sức với anh? Dương Thanh lắc đầu đáp. Sắp đến lúc tôi phải tới Yến Đô một chuyến rồi. Biết đâu trận này lại là chuyện tốt. Hàn Khiếu Thiên thầm kinh hãi. Cậu Thanh muốn tới Yến Đô để trả lại mối thù bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi năm xưa sao? Đúng lúc này, Hàn Khiếu Thiên nhận được tin tức hiệp hội võ thuật cũng gửi một tấm thiệp mời y hệt cho nhà họ Hàn. Ngày 15 tháng 8 ở nhà thi đấu tỉnh Lỵ đấu võ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Không chỉ có Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên. Cả nhà họ Trần, nhà họ Quan và các gia tộc lớn khác cũng nhận được thư mời. Tin tức tối qua nhà họ Ngụy bị xóa sổ đã lan truyền khắp Giang Bình, khiến lòng người hỗn loạn. Ngay sau đó họ lại nhận được thiệp mời của Hiệp hội Võ thuật. Nhiều gia tộc nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Đối với bọn họ,
lần trước ở hội giao lưu tại khách sạn Trung Châu chính là một lần chọn phe. Lần này lại phải tiếp tục lựa chọn. Mặc dù trong thiệp mời bọn họ tham gia hội võ để chọn người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Nhưng bọn họ đều tự hiểu được, bây giờ ở Giang Bình trừ Dương Thanh ra còn ai dám đối đầu với hiệp hội võ thuật nữa. Chắn chắn hiệp hội võ thuật là hung thủ hủy diệt nhà họ Ngụy. Rõ ràng hiệp hội võ thuật tổ chức hội võ để nhằm vào cậu Thanh. Kết cục của nhà họ Ngụy chính là đòn ra oai của hiệp hội võ thuật đối với cậu Thanh. Mọi người trong tỉnh Giang Bình đều bàn tán xôn xao. Tại một căn biệt thự sát biển ở Giang Hải, người phụ nữ trung niên thanh lịch đang ngồi ngoài ban công ngắm nhìn biển cả xa xăm. Sau lưng bà ta có một người vệ sĩ trung niên. Bà chủ, vừa nãy chi hội Giang Bình của hiệp hội võ thuật đã gửi thiệp, mời đến các gia tộc lớn của tỉnh Giang Bình tham gia hội võ vào 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Lỵ để chọn ra người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Vệ sĩ trung niên cung kính nói. Người phụ nữ này chính là Diệp Mạn đến từ Yến Đô, cũng chính là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Vệ sĩ trung niên là cao thủ bảo vệ Diệp Mạn, Lương Liên. Ồ, hiệp hội võ thuật định nhúng tay vào chuyện ở Giang Bình sao? Diệp Mạn cau mày, kinh ngạc hỏi. Lương Liên gật đầu đáp, nghe nói ông chín của hiệp hội võ thuật đã tới Giang Bình. Có lẽ lần này ông ta sẽ ra mặt, người xếp thứ 9 trong hiệp hội võ thuật, Ngưu Căn Huy kia á. Diệp Mạn cả kinh thốt lên. Lương Liên nói, chính là Ngưu Căn Huy. Đêm qua một mình ông ta đã tiêu diệt cả một gia tộc bản địa của Giang Hải, nghe nói là vì cái chết của em trai ông ta liên quan đến nhà họ Ngụy. Giang Bình sắp vật đổi sao rời rồi. Diệp Mạn thì thào, hai mắt sáng rực. Lần này tới Giang Hải, bà ta có nhiệm vụ phải hoàn thành. Thế nhưng bà ta chưa kịp tìm ra được người đứng đầu tỉnh Giang Bình, hiệp hội võ thuật đã nhanh chân hơn muốn tổ chức hội võ Giang Bình. Kỳ thực mục đích của nhà họ Diệp và hiệp hội võ thuật đều là kiểm soát Giang Bình. Điều khác biệt duy nhất chính là, nhà họ Diệp muốn lôi kéo người đứng đầu tỉnh Giang Bình, còn hiệp hội võ thuật lại muốn tranh đoạt quyền khống chế với người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Bà chủ, chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của chúng ta. Tôi nghĩ phải báo cho gia tộc biết. Lương Liên đột nhiên lên tiếng. Mặc dù ông ta là cao thủ bên cạnh Diệp Mạn nhưng không phải cao thủ hàng đầu của nhà họ Diệp. Còn Ngưu Căn Huy là cao thủ xếp thứ 9 trong hiệp hội võ thuật. Nếu phải đối đầu với Ngưu Căn Huy, ông ta không có cơ hội thắng. Nếu người đứng đầu tỉnh Giang Bình thắng thì vẫn tốt, dù không thể liên hôn nhưng bọn họ vẫn có thể nghĩ cách lôi kéo quan hệ với đối phương. Nhưng nếu hiệp hội võ thuật thắng, toàn bộ Giang Bình đều sẽ thuộc về hiệp hội võ thuật, nhà họ Diệp chỉ còn cách rút lui khỏi cuộc chiến này. Diệp Mạn cau mày, không vui nói, Lương Liên. Dạo này ông nói hơi nhiều. Trước đó khi bà ta định bỏ qua mệnh lệnh của gia tộc, dùng con gái ruột liên hôn với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, Lương Liên từng phản đối. Hôm nay, ông ta lại tiếp tục đưa ra ý kiến. Hai lần như vậy đã khiến Diệp Mạn cực kỳ khó chịu. Bà chủ, tôi chỉ lo nhiệm vụ lần này sẽ thất bại nên mới câm miệng. Lương Liên chưa kịp giải thích xong đã bị Diệp Mạn chặn họng. Cả giận quát, đừng quên lần này tôi là người thực hiện nhiệm vụ. Mọi chuyện ở Giang Bình đều do tôi quyết định. Vâng thưa bà chủ. Lương Liên thầm thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đương nhiên Diệp Mạn không muốn báo cho gia tộc biết chuyện hiệp hội võ thuật nhúng tay vào, bởi vì gia tộc nhất định sẽ phái người khác tới tiếp quản nhiệm vụ lần này. Khi đó toàn bộ kế hoạch của bà ta đều đổ vỡ. Chúng ta cứ quan sát trước đã. Chưa chắc hiệp hội võ thuật có thể thắng được người đứng đầu tỉnh Giang Bình. Diệp Mạn im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh nói, nếu không hiệp hội võ thuật đã không mời các gia tộc lớn của Giang Bình tới nhà thi đấu tỉnh Lỵ để tổ chức hội võ. Lương Liên không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tuyệt đối không được để gia tộc biết chuyện ở Giang Bình. Diệp Mạn bỗng nghiêm giọng nói. Lúc này Lương Liên mới lên tiếng đáp, bà chủ yên tâm, nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ bà an toàn. Đi đi, có tin tức gì mới phải lập tức báo cho tôi biết. Diệp Mạn phất tay nói. Sau khi Lương Liên đi khỏi, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Diệp Mạn, khí thế mạnh mẽ vừa rồi lập tức tan biến như thủy triều rút xuống. Không phải bà ta không sợ nhiệm vụ thất bại, mà vì chuyến đi tới Giang Bình lần này chính là cơ hội duy nhất của bà ta. Một khi có thể ghép đôi Tần Thanh Tâm với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, bà ta không chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho mà còn có thể nhận lại con gái.
Quan trọng nhất là cậu Thanh đang nắm giữ quyền kiểm soát Giang Bình sẽ trở thành con rể bà ta. Sau này địa vị của bà ta trong nhà họ Diệp sẽ lên như diều gặp gió. Dương Thanh, cậu nhất định phải tránh xa con gái tôi ra. Nghĩ tới lợi ích khổng lồ khi người đứng đầu tỉnh Giang Bình và Tần Thanh Tâm đến với nhau, ánh mắt bà ta tràn đầy kiên định. Từ xưa đến nay, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, giống như Diệp Mạn. Nếu bà ta biết người bị bà ta coi thường, ép rời xa Tần Thanh Tâm chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình được nhà họ Diệp coi trọng, người mà bà ta vẫn luôn tìm kiếm, không biết bà ta sẽ nghĩ gì. Tại tập đoàn Tam Hòa ở Giang Hải, một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ lại trước cổng. Đến giờ tan tầm, một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc chậm rãi đi ra. Diệp Mạn ngồi trong xe nhìn thấy Tần Thanh Tâm xuất hiện, lập tức kích động hai mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn gương mặt hoàn mỹ có vẻ mệt mỏi kia. Tần Thanh Tâm đang định rời đi thì linh tính cứ mách cô phải nhìn về phía chiếc Mercedes màu đen cách đó không xa. Nhưng cửa kính đen xì, hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong. Cô cũng chỉ nhìn một cái rồi quay người đi thẳng. Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đi tới trước mặt cô. Bà là ai? Thấy đối phương đến gần, Tần Thanh Tâm nhíu mày hỏi. Không biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Mạn, cô chợt cảm thấy bối rối lạ thường. Người phụ nữ này khiến cô có cảm giác như đã từng quen biết. Tập đoàn rác rưởi. Lúc nhìn thấy Tần Thanh Tâm, Diệp Mạn cũng vô cùng kích động. Xin hỏi cháu có phải là chủ tịch tập đoàn Tam Hòa, Tần Thanh Tâm không? Diệp Mạn cố giả bộ bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện. Mặc dù bà ta giả vờ rất tốt nhưng Tần Thanh Tâm vẫn nhìn ra sự kích động trong mắt bà ta. Cô hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đáp, đúng vậy. Chào cháu, cô là chủ tịch tập đoàn Mamba Đỏ, cô tên Diệp Mạn. Diệp Mạn cười nói, giơ tay về phía Tần Thanh Tâm. Tập đoàn Mamba Đỏ rất nổi tiếng ở Yến Đô, không hề thua kém tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Thanh Tâm là chủ tịch tập đoàn Tam Hòa, đương nhiên biết rõ. Nhưng cô nghi ngờ tại sao người có thân phận cao quý như vậy lại chủ động tới tìm mình. Chào chủ tịch Diệp. Tần Thanh Tâm lễ phép bắt tay bà ta. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Tần Thanh Tâm gần như vậy sau hơn 20 năm qua, Diệp Mạn cực kỳ phấn khích. Bà ta nắm chặt tay cô không chịu buông. Ánh mắt nóng bỏng của bà ta nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, càng nhìn càng yêu thích. Đây chính là con gái của bà ta, xinh đẹp không ai sánh bằng. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào từ chối nổi sắc đẹp chim sa cá lặng này. Bản thân Diệp Mạn không hề hay biết, gặp lại con gái sau hơn 20 năm xa cách, suy nghĩ đầu tiên của bà ta không phải nghĩ cách đền bù thiệt thòi cho con gái mà là nghĩ cách lợi dụng cô. Chủ tịch Diệp, Tần Thanh Tâm khẽ cau mày, dứt khoát rụt tay lại. Xin lỗi cháu, gặp được cháu khiến cô hơi kích động. Diệp Mạn cũng không xấu hổ, cười nói. Chủ tịch Diệp tìm tôi có chuyện gì? Tần Thanh Tâm không quen ở gần người lạ, lạnh lùng hỏi. Cô định thành lập chi nhánh của Mamba Đỏ ở Giang Hải, muốn mời cháu đến làm tổng giám đốc. Diệp Mạn nói rõ ý đồ, cô đã biết rõ tình hình của tập đoàn Tam Hòa rồi. Tam Hòa là tập đoàn đứng đầu Giang Hải, có địa vị rất lớn tại Giang Hải nhưng so với các tập đoàn ở Yến Đô thì chỉ là rác rưởi. Tập đoàn rác rưởi như vậy sao có thể xứng với năng lực của cháu được? Cô định đầu tư 500 triệu để thành lập chi nhánh, cũng định chia cho cháu 10% cổ phần của chi nhánh này. Cô đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, chỉ cần cháu đồng ý là có thể ký kết. Diệp Mạn ra lệnh cho Lương Liên, mau lấy hợp đồng ra. Bà ta tự biên tự diễn hết thảy, không hề nhận ra sắc mặt Tần Thanh Tâm đã tối sầm lại. Dùng 500 triệu thành lập chi nhánh, 10% cổ phần chính là 50 triệu. Ai cũng nhìn ra được thành ý của Diệp Mạn. Thế nhưng Tần Thanh Tâm lại khác. Tập đoàn Tam Hòa do một tay cô tạo nên, có ý nghĩa rất quan trọng với cô. Chỉ cần cô muốn, trở thành tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh cũng chẳng có gì khó. Vậy mà Diệp Mạn lại chẳng xem ra gì, nói tập đoàn Tam Hòa là rác rưởi. Tần Thanh Tâm là người lập nên Tam Hòa sao có thể nhẫn nhịn được. Chủ tịch Diệp nói tập đoàn Tam Hòa là rác rưởi sao, Tần Thanh Tâm hỏi. Đúng vậy. Cô đã điều tra doanh thu hàng năm của tập đoàn Tam Hòa, lợi nhuận chỉ có hơn 50 triệu. So với chi nhánh tập đoàn Mamba Đỏ cô định thành lập ở Giang Hải, chỉ mới đăng ký vốn ban đầu đã là 500 triệu. Với thực lực của nhà họ Diệp ở Yến Đô,
có thể tưởng tượng ra được nếu thành lập chi nhánh Mamber đỏ ở đây sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Cô có thể cam đoan với cháu, năm nay chỉ còn chưa đầy 4 tháng nhưng lợi nhuận của chi nhánh sẽ vượt qua được tập đoàn Tam Hòa. Cháu nói xem, tập đoàn Tam Hòa không phải rác rưởi thì là gì? Diệp Mạn kiêu ngạo khoe khoang thân phận người nhà họ Diệp. Với bà ta, quả thực tập đoàn Tam Hòa chẳng là cái thá gì. Vậy tôi hỏi bà, tại sao bà lại bỏ nhiều tiền như vậy để mời tôi về làm tổng giám đốc của công ty bà? Tần Thanh Tâm lại hỏi. Diệp Mạn sửng sốt một chút, lập tức đáp, vì năng lực của cháu rất xuất sắc. Làm sao bà nhìn ra được tôi xuất sắc? Tần Thanh Tâm bình thản hỏi tiếp. Rốt cuộc lần này Diệp Mạn cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Tần Thanh Tâm bình tĩnh khiến bà ta chợt cảm thấy áp lực nặng nề. Cháu có thể khiến một tập đoàn rác rưởi đạt được lợi nhuận 50 triệu một năm, như vậy chưa đủ xuất sắc sao? Diệp Mạn hỏi ngược lại. Thế bà có biết người sáng lập tập đoàn Tam Hòa là ai không? Tần Thanh Tâm cố nén giận hỏi tiếp. Thứ ngu ngốc mới sáng lập ra loại tập đoàn rác rưởi như vậy. Nếu cô biết người sáng lập là ai, cô sẽ mắng té tát người đó. Không phải đầu óc lợn nào cũng có tư cách thành lập tập đoàn. Đối với cô, tập đoàn nào không đạt được 100 triệu lợi nhuận một năm đều là rác rưởi, chẳng bằng đừng lập ra. Diệp Mạn châm chọc mắng chửi tập đoàn Tam Hòa chẳng ra cái gì, chỉ muốn lập tức gọi người Tần cho người sáng lập tập đoàn Tam Hòa một trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.